Lúc này đã tới lễ bế mạc và nhà vô địch giải đấu chính là Subasa đại diện cho tỉnh Sizu. Cậu bước lên trên bục nhận cờ vô địch, đồng thời cậu cũng là MVP của mùa giải với 31 bàn thắng. Mẹ cậu tính quay sang nói chuyện với chú Roberto thì không thấy chú đâu nữa cả. Trong lúc Subasa đang được phỏng vấn cậu khoe rằng mình sắp được đi tới bờ Gazin với chú Roberto. Chủ tịch Ben Toho cũng tới để kêu gọi Hizizo tham gia vào học viện Toho. Cậu không ngờ mình được chiêu mộ vì đã thua Subasa và họ cũng dự định chiêu mộ Subasa. Nhưng không phải ở vị trí tiền đạo mà là tiền vệ. Còn Hijijo sẽ đảm nhiệm vị trí tiền đạo. Hijijo đang lưỡng lự thì huấn luyện viên bảo cậu cứ mạnh dạn tham gia. Mọi người cũng tới chúc mừng Hijijo vì đã đạt giải á quân. Mặc dù trận bóng này Hijio thua nhưng cô phát hiện Hijijo còn có tiềm năng hơn trước nên mới để cậu tự ý quyết định. Lúc này Subasa đi tới chỗ Misuji để nói lời tạm biệt. Đúng lúc mẹ của Subasa đi tới đưa cho cậu là thư mà chú Roberto để lại bà không hiểu tại sao chú lại bỏ về bờ gia mà không dắt cậu theo cùng. Mọi người liền bảo Subasa mau đuổi theo chú ấy để hỏi lý do và cậu đã được mấy bác xe tải hộ tống. Trên xe Subasa lấy bức thư ra đọc, chú tiết lộ mắt của mình có vấn đề nên không thể chơi bóng được nữa. Nhưng vì gặp Subasa nên chú ấy đã tiếp tục sống. Khi gặp cậu chú đã bị mê hoặc với lối đá của cậu và muốn huấn luyện cậu trở thành một cầu thủ số một thế giới. Nhưng chú không thể dắt Sukasa đi bờ gia được bởi chú không muốn chia rẽ gia đình cậu. Thêm một lý do khác là việc chú đã nghỉ chơi bóng giữa chừng thì việc này chứng tỏ chú là một kẻ thất bại. Bên này mẹ của Subasa không tài nào liên lạc được với với chú Roberto. Lúc này chú đã lên máy bay, chú hứa rằng sẽ luôn dõi theo hành trình của cậu. Subasa vừa đến nơi liền chạy đi tìm chú ngay lập tức, nhưng đã không kịp nữa rồi, máy bay đã cất cánh. Subasa bật khóc rồi hét lớn hỏi tại sao chú bỏ mình lại nơi này. Vài ngày sau Misuji cũng chuẩn bị đồ để chuẩn bị cùng bố đến Pháp. Lúc này Gio mang bóng đến để mọi người ký tặng cho Misuji, nhưng hiện tại chỉ thiếu mỗi Subasa. Mọi người cũng nghe tin Subasa được học viện Toho chiêu mộ, tuy nhiên cậu vẫn chưa đồng ý. Cả bọn lấy làm tiếc vì tài năng của Subasa vào Nakatsu thì hơi phí. Ai cũng buồn vì khi lên sơ chúng Nakatsu họ sẽ không còn được chơi với nhau nữa. Nên Gio muốn món quà đặc biệt này phải có tên của Subasa. Lúc này Misuji cùng bố của cậu đang chờ xe buýt đến thì đúng lúc nhóm của Gio đi lấy chữ ký của Subasa đi tới. Mọi người rất bất ngờ vì cậu đã thông báo với mọi người ngày mai mới bắt đầu khởi hành. Rio hỏi cậu đi chuyến xe nào và lúc mấy giờ. Khi Misuji nói 10 phút nữa là cậu sẽ xuất phát, thế là cả bọn chia nhau ra để tìm Subasa và Genzo. Rio đến nhà Subasa thì mẹ cậu nói có thể Subasa đang ở bờ sông. Lúc này Subasa đang xem quyển sổ của chú Roberto, trước khi chú ấy đã ghi đầy đủ các bí quyết cho Subasa. Đúng lúc này Rio chạy đến báo tin Misuji đi gấp. Bên phía Misuji xe buýt lúc này cũng đã đến, mọi người lúc này vẫn chưa thấy Subasa tới. Misuji cũng lên xe và gửi lời mọi người đến Subasa. Khi xe vừa chuyển bánh thì Subasa cũng đến. Cậu chạy theo và gọi Misuji, thế rồi Gio ném bóng cho cậu. Subasa liền tung cú sút khiến quả bóng bay thẳng đến chỗ Misuji. Trên quả bóng là lời hứa của Subasa, họ sẽ cùng nhau khoác áo ở đội tuyển quốc gia. Misuji cảm ơn tất cả mọi người, Genzo cũng đến, cậu cũng thông báo mình sẽ sang Đức với thầy Mikami thầy tâm sự với genzo rằng ông sẽ không huấn luyện cho cậu nữa mà sau này sẽ huấn luyện cho đội tuyển nhật ông cũng có một chuyến tập huấn ở đức nên cũng không muốn bỏ lỡ ông ngỏ lời genzo có muốn đi cùng mình không ai cũng bất ngờ với genzo cậu cũng muốn giống subasa được trở thành thủ môn số một thế giới thế nên cậu muốn xem bóng đá trên thế giới như thế nào vì ở đức là nơi xuất thân của rất nhiều cầu thủ kiệt xuất cả hai đến bắt tay nhau và chúc nhau thành công nhưng trước khi chia tay genzo muốn thách đấu với subasa thế rồi subasa bắt đầu trận bóng cậu tung cú sút bóng qua người genzo nhưng nó lại trúng cột dọc ra về jiuto cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã từ chối lời mời vừa rồi nhưng genzo đã bắt được nó làm cả hai ngã một lượt genzo nói muốn mình phát triển ở đức nên cậu không định quay về nhật nữa subasa cũng thông báo sẽ vào sơ trung na katsu khiến mọi người ai cũng vui vì điều đó cả hai chia tay nhau và hứa sẽ cùng nhau làm đồng đội ở đội tuyển nhật bản ba năm sau tin tức về genzo đang vang rộng ở châu âu Mọi người trong đội hiện tại cũng đã trở thành học sinh trung học. Đội bóng Nakasu hiện đang trở thành đội bóng dẫn đầu dù họ là trường công lập. Còn những người đồng đội cũ thì vào sơ trung Otomo để được đối đầu với Subasa. Học viện Toho với các thành viên là Hijizo và Takeshi, họ cùng nhau làm nên một Toho mạnh mẽ. Chú Katakiji rất mong xem được thế hệ vàng của bóng đá Nhật Bản thể hiện. Thời gian đã trôi qua được 6 tháng, trường Nakasu trước đây chỉ là một ngôi trường bình thường, nhưng hiện tại với thành tích 2 năm vô địch tất cả đều chú ý vào trường Nakasu. Subasa lúc này đã trở thành đội trưởng của đội Nakatsu và giành vô địch hai lần giải thiếu niên cấp quốc gia với những người đồng đội cũ. Hiện tại cậu đang luyện tập cùng đồng đội ở trường. Subasa cũng không còn chơi ở vị trí tiền đạo nữa, cậu hiện tại chơi ở vị trí tiền vệ, đó là vị trí rất quan trọng của đội bóng. Rất nhanh Subasa đã tạo ra một cú sút vào khung thành. Buổi tập kết thúc với tỷ số 5-0, các đối thủ của cậu vẫn đang xem bên ngoài. Họ hứa sẽ đánh bại cậu ở giải đấu quốc gia và người sẽ ghi bàn chính là Nita. Cả đội được phỏng vấn sau buổi tập họ nhận ra ba năm qua Subasa đã tiến bộ hơn họ rất nhiều. Sani cũng trở thành đội trưởng đội cổ vũ Nakatsu, mọi người cũng phát hiện cô ấy đã thích Subasa. Gio ghen tị với điều đó vì cậu cũng là thành viên của đội. Bên này Subasa trả lời phỏng vấn cậu hứa vẫn sẽ cống hiến hết mình cho giải đấu sắp tới. Năm nay các đội khác rất quyết tâm có được chức vô địch. Như học viện Toho của Hijizo, Fujano của Matsuzama, anh em Tachibana ở Hanawa và Misuji của Musashi, tất cả đều có ý định muốn lật đổ subasa mọi người ai cũng rất cố gắng subasa liền nhớ đến misuji không biết hiện tại cậu ấy đã thế nào cậu làm theo hướng dẫn trong quyển sổ của chú để lại luyện thêm kỹ thuật mới và rèn rũa thể lực nghĩ đến kỹ thuật của chú subasa lại muốn đi bờ ra zin hơn mỗi tối cậu vẫn học tiếng bồ đào nha cùng anh các lốt anh khen cậu ngày càng phát âm chuẩn ra bố mẹ cậu cũng hỏi anh ấy về việc học của cậu anh bảo cả hai không cần phải lo các lốt cũng hỏi hai người về việc định cư của subasa Bố mẹ cậu cũng đã quyết định, bên cạnh sẽ có hiệp hội bóng đá quốc tế hỗ trợ thêm. Sau khi tốt nghiệp họ sẽ đưa Subasa đi. Lịch thi đấu cho mùa giải cũng đã có, vì là hạt giống nên đội của Subasa sẽ bắt đầu ở trận thứ hai. Đội Otomo với những người đồng đội cũ của Nakasu năm nay rất mạnh. Họ đã từ chối đấu tập với Nakasu và muốn giấu bài cho giải đấu. Subasa nói với mọi người phải quyết tâm phải giành chiến thắng. Trong buổi luyện tập Gio vô tình sút bóng đến chỗ nhóm của Otomo. Gio nhờ họ lấy bóng giúp nhưng bọn họ bảo cậu tự đến mà lấy. Điều này khiến Rio tức giận chạy đến gây gổ với họ, hai bên không ai nhường ai. Thế là Nitta đến ngăn lại rồi sút bóng đến chỗ Subasa. Thế rồi bốn người còn lại cũng lao đến, ai cũng bất ngờ với tốc độ của Nitta. Rất nhanh họ đã cướp được bóng trong chân của Subasa. Sau đó chuyển bóng đến chân Nitta, Mojisaki lúc này cũng đã sẵn sàng để bắt bóng. Nhưng cú sút chim ưng của Nitta cực mạnh khiến Mojisaki chỉ biết đứng yên nhìn bóng vào lưới. Cả đội Otomo sau đó chế nhạo Nakatsu quá kém. Rio an ủi mọi người đừng quá thất vọng vì dù gì họ cũng từng là đồng đội cũ với nhau. Subasa cảm nhận được cú sút của Nita khiến chân của cậu bị tê. Cậu liền nhớ ra cảm giác này rất giống khi đối đầu với Gencho. Subasa đi tìm hiểu rõ hơn về Nita, được biết cậu ta như vị cứu tinh của tiểu học Nakasu. Đang nói chuyện thì các cậu nhóc đi đến nói muốn xem Subasa luyện tập. Cậu không chần chừ mà đồng ý luôn, lúc này cả đội Otomo đang tập luyện rất tích cực. Khi nhìn thấy Subasa, cả đội đến thách thức sẽ đánh bại Nakasu rồi bỏ đi. Nita cũng bảo sẽ đánh bại Subasa ở trận chung kết. Được biết hai năm qua, ngày nào cả đội Otomo cũng chạy qua sân này rồi quay lại, tổng quãng đường cũng khoảng 30 cây. Hàng thủ Otomo cũng thuộc top đầu, năm nay có thêm Nita nữa nên đã có đầy đủ các mảnh ghép ở mỗi tuyến tạo nên một mô hùng mạnh. Bên này Sani đang lau bóng thì nhìn thấy Subasa đang luyện tập rất chăm chỉ. Subasa nhận ra phải tập luyện hơn nữa vì đội của cậu đang khinh địch. Lúc này Sani mang khăn đến cho Subasa lau mồ hôi rồi cậu cùng cả đội bắt đầu luyện tập cật lực trời thì đang mưa dù đã thấm mệt nhưng subasa muốn luyện tập thêm nữa thế là cả bọn bất đồng với nhau thầy phu ra đi đến ngăn họ lại rồi cho cả đội 5 phút nghỉ ngơi và sau đó sẽ tiếp tục tập luyện lần này hai bên chia hai đội ra để tập luyện vừa tập subasa vừa chỉ ra các khuyết điểm của đồng đội subasa vượt qua rio một cách dễ dàng rồi sút bóng vào lưới mojisaki cũng bị cậu nhắc nhở và so sánh với genzo làm cả đội rất ức chế thế là tất cả quyết tâm cố gắng tập luyện để không bị subasa chế nhạo nữa bên này Otomo cũng đang tích cực luyện tập. Bên họ có một thủ môn cao to tên là Ichizo, cậu ta có lẽ là một thế mạnh cho đội Otomo. Rất nhanh giải đấu lên tỉnh Shizuka cũng đến. Genzo bất ngờ gửi lời động viên đến Subasa và đội. Cậu ấy mong katsu giành được chức vô địch thứ ba liên tiếp và sẽ luôn ủng hộ các đồng đội cũ của mình. Chú Katajiji đến thông báo mình đã gửi rất nhiều thông tin cho hội bóng đá ở bờ Zazin và cậu sẽ được đi đến đó khi kết thúc giải đấu. Nhưng trước hết chú Katajiji muốn Subasa giành chức vô địch giải đấu sau đó trở thành top ở bờ jazin rồi làm cho nền bóng đá nhật bản thay đổi hy vọng của chú kataji càng tiếp thêm động lực cho subasa trở thành nhà vô địch thế rồi giải đấu tỉnh shizuka chính thức khai mạc subasa cầm lá cờ năm chức vô địch tiến vào sân với mục tiêu vô địch của mình nakatsu và otomo được xếp vào nhánh hạt giống số 1, lần lượt cả hai toàn thắng và đứng đầu bảng đấu đội đầu tiên tiến vào chung kết là otomo sau đó là nakatsu các thành viên otomo ra kế hoạch chỉ cần phong tỏa subasa là họ sẽ thành công Đúng lúc này Kijizo đi đến nói điều này rất khó để thực hiện vì cậu ta hiểu Subasa rất rõ. Sau hai lần làm á quân bị Subasa đánh bại, Kijizo khẳng định năm nay học viện Toho sẽ vô địch giải đấu thiếu niên toàn quốc. Kijizo cũng đưa ra lời khuyên cho các thành viên Otomo rằng nằm mơ mà đánh bại được Nakatsu. Nita đến chặn lời của hijizo lại và nhắc cho cậu nhớ mình đã từng đánh bại Takeshi và giành chức vô địch. Trận chung kết giải đấu tỉnh Shizuka sắp được bắt đầu, thầy Fu ra sốc lại tinh thần cho toàn đội. Ông muốn cả đội tập trung một cách cao độ. Subasa đề nghị hôm nay sẽ chơi tiền vệ để cậu có thể kèm chặt Nita, vì cậu biết Nita sẽ được các đồng đội truyền bóng và cũng muốn nghiêm túc về lời thách đấu của Nita. Đứng bên chính là người đàn ông trong hình mà thằng bạn vừa gửi. Cả đội Otomo cũng rất quyết tâm cho việc đánh bại Nakatsu. Rồi cả hai đội bắt đầu ra sân, bên Nakatsu vẫn giữ đội hình huyền thoại là 4-3-3. Còn bên Otomo cũng vẫn giữ đội hình là 4-4-2. Khi trận đấu bắt đầu đội của Otomo tấn công trước, nhưng kỳ lạ là Subasa lại đứng im. Nakatsu tấn công với bộ Baki Suji, Taki và Izawa, nhưng bên Otomo nhanh chóng cướp được bóng. Uzabe cùng đội hình tứ tấu xông lên rồi chuyển bóng tới cho Nita. Cậu ta có tốc độ chạy 100m trong 11 giây nên bộc phá lên rất nhanh. Subasa liền chạy đến ngăn cậu ta lại, một bên là chim ưng, một bên là đại bàng, cuộc đụng độ xảy ra và giờ người giành được bóng là Subasa. Lúc này tứ tấu Otomo đang đang đợi Subasa bên trên, họ đã đặt cược mọi thứ để có thể đánh bại Subasa. Một đấu với bốn thì bị bắt bài nên Subasa bị mất thăng bằng, nhưng cậu vẫn chuyển được bóng cho Gio. Lúc này Subasa mới nhận ra đội Otomo đã phong tỏa mọi đường chuyển của cậu. Bây giờ bộ tứ lại chuyển qua đuổi theo Gio, ngay sau đó cậu chuyển bóng cho các thành viên trong đội. Trong lúc đó thủ môn Mojisaki nhắc nhở bọn họ phải thật tập trung. Ngay khi được thông não họ chuyển lại bóng cho Subasa, rồi sau đó cậu đã thực hiện một đường chuyển dài cho Izawa. Otomo lúc này cũng bắt đầu bật mốt phòng thủ nhưng bóng lại bay cong trên không rồi chuyển đến chân của Izawa. Ngay sau đó Izawa liền dứt điểm, tuy nhiên cú dứt điểm không làm khó được Ichigo. Ai cũng bất ngờ với pha bắt bóng của thủ môn đội Otomo. Trên khán đài hizoshi và Jito đang theo dõi trận đấu. Cậu bị chị Yukaji phát hiện, chị ấy cũng giới thiệu cậu ta cho Sani biết cậu là em họ của chị ấy, cũng là một cầu thủ đến từ Kyushu. Cậu đến đây để xem Subasa thi đấu. Cậu ấy nhận ra Otomo đang có lợi thế rất nhiều và người kiến cậu tò mò chính là Nita chú katajiji cũng thấy được điều này rồi chú giới thiệu bản thân cho jito biết và chú ấy cũng biết rõ thông tin về cậu do trận này cả hai đội tập trung phòng thủ nên việc ghi bàn chỉ có subasa mới có khả năng nhưng khi tấn công nita sẽ có khoảng trống nên otomo đang có lợi thế hơn hẳn nakatsu vì vậy đây sẽ là trận chiến giữa nita và subasa nita biết mình không thể vượt qua được subasa nên đã tung ra bài tủ của mình là cú sút chim ưng quả bóng bay qua trước mặt subasa và hướng thẳng đến khung thành mojisaki liền lao đến chặn thế nhưng may mắn bóng lại chệch hướng ra ngoài. Cả đội ô tô mô rất tiếc cho điều đó. Do cú sút chim ưng của Nita vừa rồi đã khiến Subasa bị thương. Thì ra nếu né cú sút đó bóng sẽ bay đến khung thành, nên Subasa đã chặn nó bằng đầu mình để làm lệch hướng bay của bóng. Chú Katajiji cũng nói cho Zito biết ở Nhật Bản không có ai là đối thủ của Subasa, nó đã được chứng minh qua 2 năm vô địch của cậu. Giờ nghỉ đã hết cả hai đội tiếp tục quay trở lại sân, lần này đội của Otomo sẽ đá phạt góc, Subasa tiếp tục kèm thật chặt Nita một đường chuyển bóng đến chỗ của Nakazama, Mojisaki liền nhảy lên và bắt được quả bóng. Đội Nakatsu giành được bóng và bắt đầu phản công, nhưng ngay sau đó bị cướp lại một cách dễ dàng. Otomo tiếp tục chặn đợt phản công nhưng Nita vẫn không thể vượt qua được Subasa. Tỷ số hiện tại vẫn là không đều, Katajiji đoán trận này chỉ có một bàn thắng duy nhất. Hiệp một sắp kết thúc, đội Nakatsu đang tiếp tục tấn công, còn đội Otomo vẫn đang phòng thủ một cách rất chặt chẽ. Subasa quyết định bỏ kèm Nitta và chạy lên tấn công vì đây là thời điểm thích hợp nhất. Khi bóng đến chân Subasa, cậu liền quyết định tung cú sút ngay lập tức. Thế là vào, bóng nằm gọn trong lưới trong sự bất lực của Ichijo. Tỷ số được mở cho Nakasu, mọi người rất vui khi đội bóng của mình ghi bàn. Bốn tứ vệ của Otomo thì đang rất bất mãn với điều đó. Hiệp 1 cũng kết thúc, Nakasu hiện tại đang dẫn trước. Otomo cũng nhớ lại lời của Kijizo nói quả nhiên là không sai. Lần này bọn họ nhất định sẽ ngăn chặn Subasa trong hiệp 2, Nita cũng quyết tâm như vậy nghỉ giữa hiệp thầy phu ra cho cả đội thử món chanh lát mỏng kết hợp cùng mật ong được làm bởi Sani về đội ô tô mô thủ môn một chi xin lỗi mọi người vì đã không làm tốt nita thì đang rất bực tức vì không thể ghi bàn uzabe khuyên cậu nên bình tĩnh lại lần này cả đội sẽ tập trung phòng thủ và cậu sẽ là người ghi bàn nita nghĩ nếu tình hình giống hiệp một cậu sẽ không thể ghi bàn được vì subasa kèm cậu quá chặt hiệp 2 được bắt đầu ô tô mô tấn công nita bắt đầu xâm nhập vào vòng cấm subasa liền theo sau Uzabe chuyển bóng cho Nitta, cậu liền dùng tốc độ để vượt qua Subasa. Nitta liền sút khi bóng còn ở trên không, cậu làm giống cách mà đã Subasa ghi bàn nhưng nó không thành công và bóng bay ra ngoài đường biên. Khán giả xung quanh bắt đầu la ó vì cậu bắt chước cách của Subasa. Nitta nhận ra mình không thể bằng được Subasa nhưng đây là cách duy nhất để ghi bàn. Cả đội ô tô mô cũng khá bất ngờ với cú sút vừa rồi nhưng mọi người vẫn quyết tâm chuyển bóng cho Nitta. Trận đấu tiếp tục, Nakatsu ném biên, ô tô mô cướp được bóng và thế là họ giành quyền phản công. Nita tiếp tục dùng tốc độ vượt qua Subasa, vẫn là một pha dứt điểm lập tức nhưng nó vẫn thất bại. Subasa nhận ra Nita đang dần làm chủ được nó. Chú Katajiji cũng đoán ra được trận đấu sẽ không kết thúc với tỷ số như này vì Nita càng ngày càng kiểm soát quả bóng được tốt hơn. Học viện Toho vẫn đang theo dõi trận đấu. Quả bóng lại tiếp tục chuyển đến Nita, cậu kết hợp với cú sút chim ưng. Một cú sút được tung ra làm Mojisaki chỉ biết đứng nhìn nhưng may là bóng bay ra ngoài. Sau ba lần sút trái bóng đã dần bay thẳng, quả nhiên subasa đoán không sai chú katajiji nhận ra Nitta là một cầu thủ rất tiềm năng và nhờ nỗ lực của toàn đội ô tô mua các lần tấn công của nakatsu đều bị chặn lại trở lại trận đấu subasa giành được bóng và bắt đầu tấn công để có thể gia tăng khoảng cách cậu buộc phải ghi bàn cậu vượt qua được hàng tiền vệ sau đó chuyển bóng đến chân taki cậu nhanh chóng vượt qua đối thủ rồi tiến lên và chuyển cho kisuji kisuji nhận bóng rồi dứt điểm thủ thành nhưng Ichizo đã bắt gọn được nó sau đó cậu ta ném bóng cho otoma bóng được chuyển cho Nita. Cậu quyết định thực hiện lại nó một lần nữa, thế rồi cú sút chim ưng được tung ra nhưng nó vô tình chạm vào tay của hậu vệ Oda. Thế là đội Otoma được hưởng một quả đá phạt. Subasa đoán Nitta sẽ sút thẳng nên cậu đã đứng sau hàng rào để hỗ trợ Mojisaki. Mojisaki đoán có thể Nitta sẽ lừa qua thay vì sút trực tiếp, ngược lại với ý kiến của Subasa. Trên khán đài, mọi người ai cũng hướng mắt về quả đá phạt này. Uzabe chạy thẳng đến bóng nhưng đó chỉ là một động tác giả. Nita mới chính là người thực hiện cú sút chim ưng được tung ra, bóng bay thẳng vào chúng một hậu vệ và bật ra. Nita chạy đến tiếp tục dứt điểm, Subasa quyết không cho điều đó xảy ra, cậu liền đạp vào cột dọc khung thành lấy nó làm bàn đạp. Cú sút chim ưng lần hai của Nita được tung ra, Subasa liền dùng đầu mình chặn nó. Hijizo rất ngạc nhiên vì đây là tuyệt kỹ của Genzo, ai cũng khá bất ngờ với việc Subasa đã làm. Nita vẫn không tin vào mắt mình, tuy nhiên bóng vẫn bay, Subasa liền nhờ cậy vào Izawa sau đó cậu chạy lên để tấn công còn izawa liền bay lên đánh đầu Chuyển bóng cho cậu subasa giành được bóng rồi tiếp tục lao lên tấn công để phản công cho nakatsu đội ô tô mô thấy vậy lập tức quay về phòng thủ uzabe nghĩ nếu đội họ nhận thêm một bàn thua nữa sẽ không còn cơ hội chiến thắng subasa quyết định sẽ vượt qua bọn họ cậu liền bấm bóng qua đầu kishida sau đó là lớp thứ hai rồi tiếp tục dùng kỹ thuật vượt lớp thứ ba và cuối cùng là uzabe cậu ta liền trượt dài chặn bóng quả bóng xoáy và bay lên không trung Subasa liền chạy đến vị trí bóng, thành viên của Otomo quyết tâm không để Subasa đến được chỗ quả bóng. Ba người lao đến cướp bóng nhưng Subasa đã nhanh hơn tất cả, bóng bay đến khung thành nhưng Ichizo đã xử lý được nó. Chú Katajiji nhận ra do các hậu vệ của Otomo đã chạm được bóng trong lúc Subasa dứt điểm. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất, Ichizo ném bóng phản công, Uzabe nhận được bóng liền truyền thẳng cho Nita. Subasa cố gắng chạy về nhưng không kịp. Cả đội Otomo lúc này trông cậy vào pha dứt điểm của Nita. Cậu ta rất biết ơn sự cố gắng của đồng đội, nhưng dù không có Subasa kèm cậu vẫn thực hiện cú sút trước khi bóng chạm đất. Cú sút chim ưng tiếp tục tung ra và thế là vào, tỷ số được san bằng. Nita vui mừng vì đã thực hiện được kỹ thuật. Giờ Subasa đã bị khắc chế bởi Nitta, nhưng đội Nakasu vẫn chưa từ bỏ, cả đội quyết tâm sẽ đánh bại được Otomo. Trận đấu tiếp tục bắt đầu, Subasa liền triển khai đội hình tấn công. Bộ ba Izawa, Kisuji và Taki phối hợp rất ăn ý, họ truyền qua truyền lại rất mượt hàng phòng thủ của ô tô mô lập tức bị phá vỡ cậu liền chuyền bóng vào khung thành sau đó cậu tiếp tục chạy đến chỗ khác kisuji liền đánh đầu chuyển cho subasa cậu căn chân rồi sút thủng lưới ô tô mô thêm lần nữa subasa quá xuất sắc khi từ tiền vệ cậu biến thành tiền đạo trong chốc lát dù vậy subasa vẫn nhắc nhở đồng đội mình không được lơ là vì khoảng cách chỉ có một bàn nên hãy quyết tâm bảo vệ nó lúc này bóng được chuyển tới chân của nita izawa liền bật lên cản bóng lại cả đội ô tô mô bắt đầu tập trung hơn để nita có được bóng Chú Katajiji nhận ra Nakatsu đã bắt đầu theo kịp tốc độ của Otomo và đã có thể khắc chế được lối chơi của họ. Bóng tiếp tục được chuyển cho Nita, Takasuji liền không cho điều đó xảy ra. Trận đấu cũng bước sang phút thứ 23, Nishio tiếp tục cướp bóng và chuyển cho Nita. Subasa liền ra hiệu lệnh cả hàng thủ của Nakatsu bắt đầu dâng lên bóng sắp đến chỗ Nita thì bỗng nhiên tiếng còi cất lên, Nita đã rơi vào tư thế việt vị. Tiếp đến là Nakatsu phản công, nhưng Otomo phòng thủ rất gắt riyo liền lao tới và hất được bóng rồi chạy thẳng đến đường biên sau đó cậu tạt bóng vào trong tường nhưng hơi quá đả lúc này subasa đã chạy tới điểm truyền cậu không sút lật nhẹ sang để taki đánh đầu thế là nakatsu đã giành được bàn thắng thứ ba ichizo đã hoàn toàn bị đánh bại tỷ số lúc này là 3 một nghiêng về nakatsu các thành viên của otomo vẫn không bỏ cuộc dù trận đấu đã sang phút bù giờ và họ tiếp tục tấn công uzabe vẫn quyết định truyền cho nita nhưng tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên và Nankatsu chính thức giành chiến thắng Nita tức giận nhưng vẫn tung cú sút của mình Bóng bay vào lưới Cậu đã hoàn toàn thành thạo kỹ thuật đó Và Nankatsu chính thức giành tấm vé tham dự giải đấu toàn quốc Với 3 năm liên tiếp Cả học viên Toho rất mong chờ gặp sa jito cũng nhận ra Nankatsu rất mạnh Nên việc đến theo dõi sa không hề uổng phí Lần này Nita công nhận mình đã thua sa thật sự Giờ cậu cũng đã có mục tiêu mới là đuổi kịp sa Và phải vượt qua cậu Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu nhà báo đặt ra câu hỏi cậu muốn được đối đầu với ai ở giải đấu toàn quốc subasa liền trả lời người cậu muốn được đối đầu nhất chính là misaki nhưng họ nói có tin đồn do bị chấn thương nặng nên misuji chưa thể chơi bóng lại được subasa liền thanh minh cho điều đó vì cậu biết misuji theo ba mình và chắc chắn cậu ấy cũng đang chơi bóng ở đâu đó hijijo nghe được điều này thì rất tức giận bởi người mà subasa chọn để đối đầu không phải là cậu ngày mai học viện toho chính thức ra sân và sẽ đối đầu cùng đội misashi lúc này subasa lên nhận cờ vô địch cho quán quân giải tỉnh shizuka ubeza nói với zio rằng cậu muốn được thực hiện điều mà cả hai đã hứa với nhau thế là zio bảo chỉ cần cổ vũ họ ở giải đấu toàn quốc là được thầy mikani cũng trở về sau 2 năm rưỡi hoàn tất chuyến huấn luyện ở đức chú katajiji đã đưa cho thầy mikami các số liệu đã chuẩn bị vì từ giờ thầy sẽ là huấn luyện viên cho đội tuyển trung học quốc gia chú katajiji cũng hỏi thông tin của genzo được biết cậu ấy đang rất cố gắng hơn nữa xung quanh là các cầu thủ chuyên nghiệp nên cậu tiến bộ rất nhanh Chú Katajiji cũng khẳng định với thầy Mikami rằng Subasa không có đối thủ ở Nhật và có thể sẽ giành chức vô địch 3 năm liên tiếp. Chung kết giành tấm vé ở tỉnh Hokkaido đang được diễn ra, đội Fujano thi đấu với đội Satsunishi. Đội trưởng của Fujano không ai khác đó chính là Masuzama. Trận đấu kết thúc với tỷ số không tưởng là 7-0. Tiếp đến chung kết tỉnh Akita, giữa đội Hanawa và Sakuzada đang diễn ra. Với sự linh hoạt của anh em nhà Tachibana họ đã mang về chiến thắng cho đội mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0. Chung kết ở tỉnh Osaka giữa Taichi và Azumachi diễn ra rất hấp dẫn. Sota tung cú sút giao cạo của mình thẳng vào lưới. Thế là Azumachi có tấm vé lần đầu tiên tham gia giải đấu toàn quốc với cách biệt chỉ một bàn. Sau 2 năm tịnh dưỡng ở Tokyo, cuối cùng Misuji chính thức tái xuất sân cỏ. Sau khi điều trị bệnh tim của mình cậu chính thức tham gia trở lại, tuy nhiên cậu không thể vận động mạnh quá 30 phút. Cậu cũng rất vui khi nghe tin bác sĩ thông báo mình có thể chơi bóng trở lại. Trong phòng thay đồ của học viện Toho, thầy Makoto cho biết Musashi sẽ cố thủ trong hiệp 1 và tung Misuji vào hiệp 2. Nên mấu chốt nằm ở hiệp 1, Zito và bạn đồng hành cũng đến xem trận đấu. Cả hai đội chuẩn bị bước vào để giành tấm vé đến giải toàn quốc. Nakatsu thì vẫn không ngừng tập luyện, nhưng họ sẽ được nghỉ ngơi để theo dõi trận đấu ở Tokyo. Subasa thì lại chưa muốn, vì cậu vẫn đang tập luyện cú sút bẻ lái của chú Roberto chỉ dẫn. Vì khi nó hoàn thiện cậu mới trở thành cầu thủ hàng đầu được, vậy nên nó rất khó. Cậu vẫn chưa thể kiểm soát được độ xoáy của quả bóng. Nếu có chú Zobesso ở đây thì có thể sẽ dễ thành công hơn. Thế là cả đội cũng không muốn nghỉ ngơi mà tiếp tục tập luyện cùng cậu. Trở lại trận đấu Hizizo được Takeshi chuyển bóng, cậu đánh đầu dứt điểm thế là bàn thắng thứ 3 được ghi. Hizizo đã lập cú hát trích cho mình. Hiện tại trận đấu có tỷ số 3 không nghiêng về học viện Toho. Lúc này Misuji cũng xin được vào sân vì nếu nhận thêm bàn thua đội cậu sẽ không thắng nổi. Thế là cậu được thay chỗ cho đồng đội. Trước khi vào sân cậu nói với đồng đội mình hãy cố gắng vì hiện tại còn đến tận 40 phút nữa trận đấu giờ mới bắt đầu và hãy cho họ thấy được sức mạnh của Musashi. Trận đấu được tiếp tục, Hijizo tiến đến cướp bóng từ Misuji. Takeshi chạy tới cướp bóng, nhưng đã bị Misuji xử lý một cách rất tinh tế. Thế rồi cả đội Musashi tấn công, hàng thủ của Toho cũng bắt đầu bảo vệ khung thành. Misuji quyết định không chuyển bóng, mà cậu đột phá đến khung thành rồi dứt điểm. Thế là lưới của Genzo đã bị thủng, tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-1. Mọi người đều rất bất ngờ với quyết định của Misuji vì số liệu phân tích cậu ta chỉ truyền cho đồng đội. Thầy Makoto phải công nhận trước tài năng của Misuji. Ông liền ra hiệu để đội bóng mình bắt đầu phòng thủ. Trận đấu được tiếp tục, Hijizo dẫn bóng tấn công. Misuji liền ra hiệu để đồng đội ép sát. Sau đó Misuji xoạc bóng và cướp lại bóng thành công, rồi họ phối hợp chuyển bóng. Takeshi liền chặn được Misuji đọc được đường truyền và chặn đứng. Cậu ta liền truyền bóng, sau đó đồng đội truyền lại cho Misuji. Cậu rút điểm nhưng Wakashi -Mazu đã ngăn cản được nó. Hiệp 1 cũng kết thúc, cả Hijizo và Misuji đều muốn chiến thắng để được gặp Subasa. Lúc này Kumi đến thông báo cho Subasa biết về hiệp 1 của trận đấu giữa Hijizo và Misuji. Thầy Makoto muốn cả đội bình tĩnh lại và Takeshi sẽ theo kẻ Misuji ở hiệp 2. Hijizo xin phép được làm điều đó nhưng thầy Makoto không muốn vì bóng đá là môn thể thao đồng đội nên cậu chỉ việc hoàn thành trách nhiệm của mình. Dù Hijizo đồng ý nhưng trong lòng vẫn muốn phục thù Misuji. Takeshi nói ra mục tiêu của Toho là ngăn cản cho Nakatsu vô địch 3 năm liên tiếp, nghe đến đây Hijizo mới được giác ngộ. Về phía Musashi, cả đội vẫn lạc quan sẽ lộn ngược dòng ở hiệp 2. Misuji chỉ được phép chơi 20 phút ở hiệp 2 nên các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình vì cậu. Cả hai đội bước vào sân hiệp, hai chính thức bắt đầu. Khi bóng đến chân Misuji, Takeshi liền tiến đến cướp bóng, Misuji liền truyền bóng qua cho đồng đội. Chiến thuật của Toho ở hiệp 2 là kẹp chặt thành viên của Musashi. Bóng vẫn trở lại Misuji, Takeshi tiếp tục cướp bóng, Misuji liền tung một đường truyền dài nhưng đã bị Wakashima chặn được bóng. Đến lượt Toho phản công, nhưng bóng vừa tới chân Hijizo thì bị dính việt vị. Misuji trên cơ trong việc khống chế bóng nhưng sút bao nhiêu thì Wakashima vẫn bắt được bóng. Nhờ bẫy việt vị nên đội Toho không thể ghi bàn. Cả hai cũng không tấn công mà thời gian cứ thế trôi qua. Misuji sắp bị thay ra vì trời đang nắng cậu không nên cố quá. Misuji biết nếu không gây được sự bất ngờ cho thủ môn Wakashima thì sẽ không thể ghi bàn thế rồi cậu chuyển bóng cho đồng đội nhưng lần này cậu ấy không sút wakashima đúng là có bất ngờ nhưng vẫn chặn được bóng lúc đó misuji chạy tới đỡ bóng vì không có cách nào dứt điểm nên cậu đã thực hiện một cú vô lê wakashima bật cột dọc nhưng cũng không chạm được vào bóng vậy là tỷ số đã rút ngắn xuống còn một quả nhưng đột nhiên misuji thấy nhói tim huấn luyện viên liền cho thay người nhưng misuji đã ngăn lại vì cậu vẫn có thể chơi được cậu muốn gỡ hòa nên xin phép huấn luyện viên hãy cho mình thêm một cơ hội bởi cậu hiểu rõ cơ thể của mình thế rồi cậu cũng được chấp nhận cậu liền cảm ơn huấn luyện viên suốt hai năm qua misuji đã cố gắng tập luyện chăm chỉ để có thể đối đầu với subasa lúc này thầy makoto liền ra hiệu cho takeshi dâng cao tấn công hijizo sẽ cho misuji nếm mùi rồi cả hai bắt đầu tấn công misuji ra hiệu cho đồng đội ra sức phòng thủ sau đó cậu dũng mãnh đột phá misuji liền lao đến chặn hijizo lại cả hai dằn co với nhau không ai chịu nhường ai lúc này bệnh tim của misuji bắt đầu tái phát cậu ngã xuống trước chân của hijizo Hijizo rất bất ngờ với điều đó, nhưng Misuji vẫn kịp dùng đầu để đánh trái bóng sang một bên. Musashi liền đỡ lấy bóng và họ lập tức phản công, Toho nhanh chóng chạy về phòng thủ. Wakashima không sợ bất kỳ ai ngoại trừ Misuji. Nếu đường truyền một chạm Musashi xuất hiện, Wakashima xông tới. Khi Honma chuẩn bị sút thì một cuộc chạm chán đã xảy ra và Wakashima đã bắt được bóng. Đúng lúc đó trọng tài thổi còi tạm dừng cuộc đấu, mọi người liền chạy đến hỏi thăm Misuji. Huấn luyện viên lập tức cho thay người luôn. Misuji quay về ghế ngồi vần không quên nhắc nhở đồng đội vẫn còn thời gian nên không được từ bỏ. Sau khi Misuji được thay thì Musashi đã chiến đấu rất kiên cường. Sau cùng tiếng còi đã vang lên và Toho là đội chiến thắng. Misuji hơi tiếc nuối vì sau 3 năm chăm chỉ Misuji vẫn không được đá với Subasa. Lúc về Hijizo gặp huấn luyện viên Kiza. Ông ấy chê trách Hijizo đã không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Từ lúc đến với Toho cậu đã quá mềm yếu nên đã bị mất bóng trong chân của Misuji và cậu cũng không quay về phòng thủ mọi chuyện ổn là do có Wakashima gánh còng lưng. Thầy kia trách cậu vì đã quên mất lời ông dạy là không được khoa nhượng trên sân cỏ. Nếu là Hijizo ngày xưa thì cậu đã nghiền nát Misuji rồi. Hijizo thay đổi quá nhiều, trước kia cậu không bao giờ như vậy, dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng mạnh mẽ vượt qua. Takeshi và Wakashima đến Toho là vì cậu nhưng với hiện tại cả hai không còn muốn theo cậu nữa. Cậu sẽ không bao giờ bằng được Subasa và hoàn thành giấc mơ của mình. Nói xong thầy Kiza bỏ đi, Hizizo thì rất tức giận với lời nói của thầy. Buổi tối Subasa tiếp tục việc học tiếng Bồ Đào Nha. Bất ngờ cậu nhận được tin nhắn của Genzo. Hiện tại Genzo đang luyện tập ở đội trẻ của Hamburg. Cậu ấy đang hóng tin chiến thắng từ Subasa. Genzo kể lại cho Subasa, cậu đã gặp lại một người rất quen, đó không ai khác chính là Misaki. Cả hai cùng trò chuyện, hiện tại Misaki đang sống ở Pháp. Cậu ấy rất nhớ lại kỷ niệm ba người chơi bóng cùng nhau và quả bóng kỷ niệm quý giá ấy cậu vẫn giữ ở bên mình. Genzo cũng vậy, chiếc nón kỷ niệm cậu vẫn giữ nó. Thế là cũng 3 năm trôi qua, hiện tại Misaki đang nghỉ hè. Lý do mà cậu đến thăm Genzo là vì thấy Genzo trên báo ở Pháp. Genzo hứa sẽ cố gắng thật nhiều, khi mình đủ 18 tuổi cậu sẽ tham gia giải đấu chuyên nghiệp, Misaki cũng chơi bóng khắp nơi ở nước Pháp. Thế là cả hai cũng chơi với nhau một trận. Misaki hiện tại có kỹ thuật rất điều luyện, Genzo cũng được chiêm ngưỡng được điều đó. Và trong tương lai cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Mấy đứa nhóc muốn được như Misaki thì cậu liền bảo bọn trẻ hãy xem trái bóng là bạn của mình. Bức ảnh cả hai chụp chung cũng được Subasa xem. Genzo chúc cậu đạt được danh hiệu 3 năm liên tiếp khiến Subasa rất vui. Cậu cũng rất mừng vì hai người đồng đội cũ đang chinh chiến ở Đức và Pháp. Tiếp đến là cậu sẽ đến bờ Brazil và sau đó sẽ đưa nền bóng đá Nhật Bản dạng danh thế giới, rồi sau đó cậu tiếp tục buổi học của mình. Jito cùng cộng sự của cậu cũng trở về Nagasaki, cả hai trở lại luyện tập sau khi thấy được Nakatsu và Toho thi đấu cậu cũng gửi lời với chị mình rằng họ sẽ chấm dứt giấc mơ 3 năm vô địch liên tiếp của Subasa. Về phía Hijizo, có người thông báo cậu ấy đã biến mất, thì ra cậu đang đi đến đâu đó. Subasa cũng cho đồng đội cậu xem tin tức về Genzo và Misaki, cả đội ai cũng rất vui. Rồi sau đó họ cùng nhau hăng say tập luyện. Các đội bóng khác cũng miệt mài luyện tập cho giải đấu sắp tới cũng như hạ bệ được Subasa. Thì ra Hijizo đến tìm thầy Kiza. Bên này Wakashima nói cho thầy Makoto biết có thể Hijizo đã đến tìm thầy Kiza thầy makoto liền tức giận với điều đó vì cậu là đội trưởng nhưng lại bỏ đội mà đi trong khi giải đấu còn một tuần nữa là bắt đầu thầy makoto cũng quyết định ông sẽ bãi bỏ học bổng của hijizo và cả đội sẽ tham gia giải đấu mà không cần cậu ta một ngày trước giải đấu cả đội nghe tin mình được lên báo với nakatsu sẽ là ứng cử viên số một chú katajiji cũng đã nói chuyện với subasa chú ấy vẫn mong sẽ có đối thủ đánh bại được cậu thế nhưng subasa sẽ không cho điều đó xảy ra cậu phải trở thành số một để thực hiện ước mơ của mình, cả đội cũng biết tin do Hijizo tự ý bỏ đi nên sẽ không được tham gia giải đấu. Tình hình hiện tại cơn bão số 7 đang tiến vào Okinawa, sẽ có những đợt sóng cao gần bờ biển. Thì ra Hijizo đến để tập luyện với những cơn sóng, nhưng cậu vẫn không dừng lại dù bão có đến. Không những vậy, hôm qua cậu còn tập luyện đến nửa đêm với thầy Kiza, bởi cậu không muốn phải thua Subasa một lần nào nữa. Thế rồi cậu cũng thành công xuyên thủng được cơn sóng, mãnh hổ trong cậu đã hoàn toàn tỉnh giấc đội Toho đang tập hợp để lên đường nhưng Hijizo vẫn chưa đến. Sau một đêm luyện tập, Hijizo cũng tỉnh lại, thầy Kiza cũng đưa cho cậu vé máy bay để kịp về Tokyo. Hai phóng viên đến để tìm Subasa phỏng vấn. Trước khi cậu lên đường vô tình họ bắt gặp Subasa vẫn đang tập luyện, bởi cậu vẫn chưa thành công với cú sút lái bóng mà chú Roberto chỉ dạy. Mặc dù cú sút có quỷ đạo vô cùng khó lường nhưng Subasa hứa sẽ hoàn thành nó và nhất định sẽ giành chức vô địch. Lễ khai mạc giải đấu cũng bắt đầu, các đội tuyển tiến vào sân, đầu tiên là Nakasu. Nhà đương kim vô địch và mục tiêu là vô địch 3 năm liên tiếp. Theo sau là 46 đại diện đến từ khắp nước Nhật. Hình thức thi đấu loại vòng bảng, một lần thất bại sẽ dẫn tới việc bị loại, nên tất cả ai cũng muốn chiến thắng cho đội mình. Subasa cũng không muốn giao cờ vô địch cho bất kỳ ai. Quả nhiên Học viện Toho không có sự góp mặt của Hijizo. Misuji cũng đến ủng hộ các đội bóng. Trận đầu tiên khai mạc, trung học Nakatsu sẽ thi đấu với trung học Azumi đến từ Osaka. Chú Katajiji và thầy Mikami cũng có mặt. Nakatsu còn nằm chung bảng với đội Hanawa của anh em nhà Tachibana. Nếu họ vượt qua tất cả thì có thể sẽ gặp Toho ở trận chung kết. Về Azumachi, đây là lần đầu tiên họ tham dự giải đấu, đặc biệt họ có một cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Dù cậu ta chơi ở vị trí hậu vệ, không ai khác đó là Soda. Azumachi đưa ra chiến thuật chỉ cần cầm chân được Subasa họ sẽ giành được chiến thắng. Soda sẽ được giao nhiệm vụ đó và cậu sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt. Ở phía khác học viện Toho cũng đến sân vận động bờ vịnh, cả đội cũng sẵn sàng cho trận đấu. Lúc này Hijizo cũng đã trở về, nhưng thầy Makoto nói sẽ không cho cậu tham gia giải đấu này. Uzabe cũng đến kịp xem Nakatsu thi đấu theo đúng lời đã hứa với Zio. Soda cũng đến khiêu kích Subasa và suýt chút nữa thì bị trọng tài tước quyền thi đấu. Nakatsu là đội sẽ giao bóng trước, trận đấu đầu tiên của giải cũng bắt đầu. Soda lập tức lao lên giành bóng, cậu ta truyền về cho đồng đội của mình nhưng Subasa đã cắt được đường truyền. Nhưng ngay sau đó Soda bắt kịp được tốc độ của Subasa rồi thực hiện một cú xoạc bóng giao cạo. Đội Mojisaki liền lao ra nhưng bóng liền đổi hướng, thế là vào. Ngay phút thứ 5 na Katsu chính thức bị thủng lưới và người ghi bàn không ai khác là Soda. Subasa liền chấn an đồng đội mình trận đấu giờ mới bắt đầu nên cứ bình tĩnh. Trở lại sân vận động bờ vịnh, cả học viện Toho đang khởi động trước trận đấu, tuy nhiên Hijizo không được tập luyện cùng đội. Thầy Makoto lúc này đi tới, các nhà báo liền đi tới hỏi lý do vì sao Hijizo biến mất. Thầy Makoto cũng miễn bình luận về Hijizo và khẳng định một điều giải đấu này cậu ấy sẽ không tham gia. Trận đấu của Subasa và Soda vẫn tiếp tục. Soda đã có bàn thắng nên cậu ấy chỉ có nhiệm vụ là kèm chặt Subasa. Subasa liền truyền bóng và cả đội bắt đầu đột phá. Nhưng Soda vẫn theo sát Subasa dù cậu ta không có bóng trong chân. Trận đấu diễn ra được 10 phút, Izawa truyền bóng đến chân Subasa, đồng đội liền đến hỗ trợ cậu. Subasa định truyền bóng nhưng đã bị Soda xoáy bóng, một pha phạm lỗi của Soda. Rio liền nhận ra Soda đã cố tình để nhận thẻ vàng. Azumachi hiện đang phong tỏa được Nakatsu, Taki, Kisuji cùng nhau phối hợp cùng nhau dẫn bóng về phía khung thành. Subasa cũng nhân cơ hội Soda mất tập trung mà thoát được cậu ta. Taki lập tức chuyển bóng nhưng vô tình trúng chân hậu vệ và đổi hướng. Thế rồi Subasa liền xoay người và thực hiện pha ngả bàn đèn. Soda nhanh chân đến cản cậu, thế là cả hai cùng ngã xuống làm bóng văng ra. Izawa nhân cơ hội liền dứt điểm nhưng nó đã được thủ môn bắt được bóng trên khán đài các đối thủ của họ đang phân tích trận đấu được biết soda có biệt danh là kẻ đốn ngã các cầu thủ chủ lực cậu ta luôn kèm chặt chủ lực của đối phương và cản bóng lẫn chân của đối thủ subasa cũng nhận ra chân mình đã bị đau chú kataji cũng nhận ra điều đó nếu subasa chấn thương nakatsu sẽ thua cuộc hiệp một cũng kết thúc với tỷ số một ở hiệp hai này huấn luyện viên vẫn muốn soda tiếp tục kèm subasa cậu ta cũng nói subasa hiện tại đã bị chấn thương ở chân Bên này Manabu dẫn Sani đến thì thấy Subasa bị chấn thương. Mà chấn thương này đã có ở trận chung kết trước với Hijizo nên cậu cần băng bó lại. Subasa dặn dò Manabu không cho ai biết chuyện này vì cậu muốn đồng đội không phải lo lắng. Lúc này Sani cũng băng bó xong cho cậu. Subasa cảm thấy ổn hơn và cậu hứa sẽ chiến thắng. Azumachi khi biết tin Subasa chấn thương nên họ ra chiến thuật là chỉ cần kèm chặt mọi người còn lại là họ sẽ giành chiến thắng. Soda sốc lại tinh thần cho toàn đội và họ quyết đánh bại Nakatsu về phía nakatsu bọn họ quyết tâm sẽ gỡ hòa và ghi bàn để giành chiến thắng subasa cũng trở lại hiệp hai cũng bắt đầu nakatsu đoạt được bóng và truyền thẳng tới chân subasa subasa cũng bất ngờ khi soda biết được tình trạng chân của cậu soda lao đến cướp bóng subasa liền truyền đạp nhả sau đó cậu dẫn bóng tấn công soda vẫn theo sát cậu phía sau rồi subasa quyết định dứt điểm bằng cú sút bẻ lái cậu dứt điểm trước sự truy cản của soda bóng bay rất cao sau đó quỹ đạo liền thay đổi Ai cũng khá bất ngờ với pha bóng này của Subasa. Thế nhưng bóng không vào lưới mà nằm gọn trên lưới khung thành. Subasa đã không thành công, cậu vẫn chưa thực hiện được cú sút của chú Roberto chỉ dẫn. Bởi khi thực hiện chân cậu sẽ chịu một áp lực rất lớn lên vùng chấn thương nên cậu không thể sử dụng nó một lần nữa. Soda cũng từng tập luyện nó nhưng cậu đã từ bỏ và chỉ tập trung vào cú sút giao cạo. Soda đoán ở độ tuổi này Subasa sẽ không thể thực hiện nó. Trận đấu tiếp tục Soda vẫn theo sát Subasa. Hiệp 2 đã trôi qua được 7 phút. Azumachi chỉ truyền bóng bên phần sân của họ. Mọi người trên khán đài vẫn đang theo dõi trận đấu một cách tập trung. Thế rồi 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua, Izawa liền cướp được bóng. Soda thì vẫn như hình với bóng với Subasa nhưng Izawa vẫn tiếp tục chuyển cho cậu. Subasa liền dẫn bóng thẳng đến cầu thủ đội bạn và lắc người né trước khi lao vào đối thủ. Trong vòng cấm 3 người đồng đội của cậu đang bị kèm rất chặt. Nagano liền lao đến tấn công, Soda liền lao đến chỗ Nagano. Ngay lập tức Subasa tung một đường chuyển về phía cầu môn sau đó Takasuji liền bật cao đánh đầu, bóng bay rất mạnh. Thế là cuối cùng họ cũng gỡ hòa, cả đội rất vui mừng vì bàn thắng. Tỷ số lúc này được cân bằng do pha chạy chỗ âm thầm của Takasuji. Cậu cũng hỏi thăm tình trạng chân của Subasa, vì cậu là hậu vệ nên rất dễ dàng quan sát điều đó. Subasa bảo cậu ấy đừng quá lo lắng. Lúc này Soda nói với đồng đội cậu sẽ ghi bàn thắng tiếp theo với cú sút giao cạo của mình vì nó có thể biến thể theo hai hướng. Trận đấu tiếp tục, Azumachi chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Soda lại tiếp tục kèm chặt Subasa. Nakatsu lúc này cướp được bóng, nhưng Soda vẫn không cho Subasa cơ hội có được bóng. Iwami liền chuyển cho Izawa, sau đó chuyển cho Taki nhưng ngay sau đó đã bị cướp mất. Đến lượt Azumachi phản công Kisuji đã có mặt kịp thời nhưng vẫn không thể chuyển cho Subasa. Thời gian lúc này cũng trôi dần về những phút cuối, cả hai đội vẫn chưa thể giải quyết được trận đấu. Khi thời gian chỉ còn 5 phút, Soda mới bắt đầu đột phá, Taki cũng lao đến cướp bóng, nhưng Soda đã dùng chiêu đường cắt dao cạo của mình thành công cướp được bóng, rồi sau đó tiếp tục tấn công. Soda nhớ lại khoảnh khắc cú sút bẻ lái của Subasa chưa hoàn thiện nhưng cú sút dao cạo của cậu thì đã 100% hoàn thiện. Khi Soda chuẩn bị dứt điểm thì Subasa nhận ra chân trụ của cậu ta đã thay đổi. Cậu lập tức bảo Mozasaki chọn góc ngược lại. Hướng bay của quả bóng đã ngược lại theo đúng như lời Subasa dự đoán và Ojisaki đã chặn được nó. Soda thấy vậy lập tức đứng hình với điều đó. Lúc này Subasa đã không còn ai kèm theo nữa, Mojisaki liền phát bóng cho cậu. Subasa nhận được bóng liền tiến lên, cậu dùng kỹ thuật vượt qua tất cả các đối thủ, sau đó đối mặt với khung thành. Sau đó cậu sút bóng dứt điểm và thế là vào, Nakasu chính thức dẫn đầu với tỷ số là 2-1. Mọi người đều cảm thấy rất vui trước điều đó. Soja thì vẫn không thể tin vào mắt mình khi Subasa có thể đoán được quỹ đạo hướng bóng của mình. Trận đấu lúc này cũng kết thúc, Azumachi chính thức thua cuộc, còn Nakasu sẽ đi tiếp vào vòng trong. Mọi người ai cũng công nhận sự xuất sắc của Subasa. Soda đến hỏi cậu hỏi vì sao Subasa có thể biết được hướng bóng. Subasa chỉ bảo đó là linh cảm, bởi sau khi thấy Soda di chuyển chân trụ nên cậu đoán là thế. Soda không phục tài năng của cậu rồi chúc Subasa sớm hoàn thiện được cú sút bẻ lái. Cậu cũng hỏi thăm đến chấn thương chân của Subasa. Gio giờ mới nhận ra nhưng Subasa xem nó sẽ không ảnh hưởng gì. Soda cũng chúc cho Nakatsu sẽ vô địch Soda và hẹn gặp lại mọi người. Thầy Mikami cũng công nhận Soda là một cầu thủ giỏi về cú sút bẻ lái của Subasa. Katajiji cũng thấy được nó đang dần hoàn thiện. Chú Katajiji quyết định sẽ đưa Subasa vào đội tuyển Nhật Bản. Bình luận viên cũng cho biết đó chính xác là cú sút bẻ lái đặc trưng ở Nam Mỹ. Đặc biệt đó là ở bờ Jazin, anh ta cũng khá kinh ngạc khi Subasa chỉ là một học sinh trung học mà đã có thể tập dần với nó. Về trận đấu của Toho, 5 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua, trận đấu vẫn đang ở tỷ số không đều. Hizizo vẫn phải ngồi dự bị và cũng không có dấu hiệu khởi động, gia đình cậu cũng rất lo cho cậu đối thủ matsukami vẫn phòng thủ một cách chắc chắn họ cướp được bóng liền tấn công dứt điểm nhưng wakashi Mazu vẫn bắt gọn được nó sau đó cậu ta ném bóng về phía của Takeshi bóng được truyền cho kazuki cậu ta liền dứt điểm thế là tỷ số được mở dù không có hijizo toho vẫn rất mạnh điều này khiến các nhà báo cũng không biết phải viết tin tức cho trận đấu thế nào Takeshi và wakashi Mazu tin rằng nếu không có hijizo toho sẽ không thể vô địch hijizo đứng lên và tâng bóng toho vẫn tiếp tục tấn công Takeshi chuyển bóng cho Kazuki và cậu lập tức dứt điểm. Cùng lúc đó Hizizo ở bên ngoài cũng tung một cú sút mãnh hổ, nó mạnh đến nỗi làm nứt cả tường sân vận động. Thầy Makoto nhìn mà không tin vào mắt mình. Thế rồi bàn thắng thứ hai cũng đến với Toho, Hizizo cũng xin phép về phòng chờ. Ngày thứ hai của giải bóng đá toàn quốc tin tức về Hizizo không được ra sân được chú ý, cả đội Nakatsu trở lại luyện tập. Mọi người đều rất lo lắng cho chấn thương của Subasa, ai cũng mong cho cậu sớm bình phục cả đội cũng trách Subasa đã không nói ra chấn thương của mình. Mọi người cũng không muốn làm gánh nặng cho Subasa nên cả đội quyết tâm phấn đấu. Subasa lúc này đang ở phòng y tế để kiểm tra, chân cậu cũng không còn đau nhiều nữa. Bác sĩ chẩn đoán hiện cậu đang bị bong gân nhẹ và nó đang dần hồi phục. Vậy nên lúc thi đấu cậu cần phải chú ý và băng bó kỹ. Subasa cảm ơn bác sĩ rồi rời đi. Cậu và Sunny sau đó cùng đi dạo và trò chuyện rất vui vẻ. Sunny nhìn thấy mọi người có đôi có cặp, cô cũng muốn được như vậy với Subasa. Nhưng cô vẫn không đủ can đảm để nói ra. Subasa chợt nhớ ra nếu không tập luyện thì nên đi xem đối thủ thi đấu. Thế rồi cậu liền đi đến đó bỏ lại Sani ngơ ngác ở đó. Về phía Toho, Hijizo vẫn không có mặt tập luyện. Thầy Makoto cho biết do đây là mùa giải cuối cùng ở trung học nên vậy Hijizo không cần luyện tập. Thầy Makoto liền tức giận khi nghe không có Hijizo Toho sẽ không thể vô địch. Thế rồi ông cho wakashimazu làm đội trưởng đến hết giải. Hijizo về nhà, mọi người rất bất ngờ khi cậu về. Quay lại trận đấu ở giải đấu tỷ số hiện tại đang là 5-0, masuzama chuyển bóng giữa ba người. Fujano cũng phối hợp tấn công, cả đội đang chơi rất tốt ở giải đấu năm nay. Matsuyama nhận bóng rồi lập tức dứt điểm, thế là vào, tỷ số đã là 6-0 và trận đấu cũng kết thúc. Matsu động viên đồng đội rằng Fujano sẽ giành chức vô địch năm nay. Trận đấu của Nishikuguka và Ozan sẽ được bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút. Subasa đã không kịp đến xem Fujano thi đấu, cậu quên mất mình đi cùng Sani. Manabu cũng có ở đây, cậu ấy hỏi thăm chấn thương của Subasa thế nào rồi. Cậu nói cho Subasa biết năm nay Fujano rất mạnh và trận đấu tiếp theo cũng sẽ là đối thủ của Nakatsu. Subasa quyết tâm sẽ vượt qua tất cả, mọi người cũng đến sau buổi tập luyện. Sani cũng ngại ngùng khi nghe Gio hỏi về vấn đề tại sao cô không đi cùng Subasa. Bên này mẹ Hijizo cũng biết tin cậu đã rời học viện Toho. Cậu cũng quyết định về lại trường ở đây để học và sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp. Nhưng cậu vẫn quyết tâm muốn được đánh bại Subasa. Vòng đầu tiên của giải đấu chính thức kết thúc, 32 đội sẽ tiếp tục bước vào vòng thứ hai. Trận đấu giữa Matsuoka và Hizazo đang diễn ra, Zito liền lao đến cướp bóng, dù cho đối thủ truyền cậu vẫn phá được nó. Hiện tại Hizado vẫn chưa bị thủng lưới bàn nào. Zito cũng sẽ không để lộ sức mạnh cho đến khi được gặp Subasa. Cùng lúc này trận đấu giữa Hanawa và Sakimoto cũng đang diễn ra, cả đội Nakatsu cũng đến theo dõi. Anh em nhà Tachi, Bana liền truyền bóng cho nhau, nhưng không phải đó là một đường truyền đến với Kazuo. Thế là cậu ta dứt điểm và bóng nằm gọn trong lưới. Nakasu lúc này vẫn chưa thấy được khả năng của họ. Thế rồi trận đấu cũng kết thúc, Hanawa bước tiếp vào vòng trong, họ sẽ gặp đội chiến thắng giữa Nakasu và Nishiwada. Thế rồi trận đấu cũng được bắt đầu, thế rồi cả đội phấn khởi cho trận đấu. Đối thủ của họ cũng rất quyết tâm, anh em Tachibana cũng đến để theo dõi trận đấu. Jito và Sona cũng đến theo dõi họ, thế rồi trận đấu cũng bắt đầu, đồng đội liền chuyền bóng nhưng không phải cho Subasa. Đó là vì mọi người muốn cậu dưỡng sức cho chấn thương thế rồi cả đội tiến lên izawa liền vượt qua đối thủ rồi chuyền bóng đến nagano cậu liền chuyền cho taki và bóng lại được chuyển đến chân cho izawa tiếp tục là đường chuyền cho ki cậu dứt điểm thế là vào cả đội rất vui với màn phối hợp vừa rồi trận đấu tiếp tục Gio phòng ngự thành công nakatsu tiếp tục tấn công izawa tiếp tục dứt điểm thế là tỷ số được nâng lên anh em nhà Tachibana nhận ra không có Subasa Nakatsu cũng rất mạnh. Taki nhận lấy bóng thì Subasa liền cướp lấy bóng trước mặt cậu ta và dứt điểm tỷ số được nâng lên là 3-0. Cả đội ai cũng vui mừng với điều đó, thế rồi tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, tỷ số chung cuộc là 6-0 cho Nakatsu. Đối thủ cũng phải công nhận Nakatsu rất mạnh, ngày thứ tư của giải đấu, Subasa đã thấy chân mình đã tốt lên rất nhiều. Bên này Toho vẫn đang miệt mài tập luyện. Hijizo cũng theo dõi đồng đội mình, dù thế nào đi nữa cậu vẫn muốn chơi trận chung kết. Trận đấu của Nakatsu và Hanawa cũng sắp được bắt đầu. Sau giải vô địch hồi cấp một Tachibana rất mong ngóng đến ngày hôm nay hai đội bắt đầu ra sân dưới bầu không khí rất sôi động nhiều nhiếp ảnh gia cũng đến đây rất đông để quay lại khoảnh khắc cú đá xoay của subasa cùng lúc đó đội toho gặp Zono ở vòng thứ ba hôm nay hijizo còn không có mặt trên băng ghế dự bị các nhiếp ảnh gia cũng đến đây để săn cú sút đáng sợ của cậu lần trước đó là một cú sút mà bay nhanh gấp đôi so với những cú sút của các cầu thủ khác cú sút đó chính là mãnh hổ nếu không có hijizo thì toho vẫn có thể vào được chung kết cả đội nói nếu không cho Hijizo tham gia trận chung kết thì họ sẽ hủy bỏ trận đấu. Trong trận này Hanawa vẫn chơi đội hình 4-3-3, còn Nakatsu thì có điều chỉnh đội hình một chút và đội Nakatsu sẽ giao bóng trước. Hai anh em Tachibana tiến lên cũng một lúc, như lần trước thì Subasa có Misaki, như lần này chỉ có mình cậu. Subasa thay vì lừa hai anh em Tachibana, cậu hất bóng lên rồi truyền cho đồng đội. Dù không có Misaki nhưng cậu vẫn còn rất nhiều đồng đội khác. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Izawa dẫn bóng rồi chuyển cho Taki. Sau đó cậu phối hợp với Kisuji để lừa hậu vệ của Hanawa. Kisuji tiếp tục dẫn bóng rồi tạt bóng vào trong. Subasa đã sẵn sàng nhận bóng, tiếp đó cậu chuyển bóng cho Taki. Nhờ cú kiến tạo của Subasa nên cậu đã ghi được một bàn thắng. Không ngờ chỉ sau một phút, lưới của Hanawa đã bị thủng. Mọi người trên khán đài vẫn cổ vũ rất nhiệt tình cho Nakatsu. Trận đấu tiếp tục, anh em Tachibana bắt đầu tấn công, ma sao liền đá bóng lên trời cả hai tính thực hiện lại cú sút tam giác giống 3 năm trước, nhưng Gio không cho điều đó xảy ra. Cậu đạp chân vào cột dọc thế là Kazuo liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Mojisaki cũng bắt được bóng, cả đội ai cũng khen ngợi Gio vì ai cũng nghĩ cậu không được sáng dạ cho lắm. Ai cũng nghĩ trận đấu này sẽ khá cân nhưng mọi thứ đang nghiêng về phía Nakatsu. Kỹ thuật cú đá tam giác kia rất hay nhưng không ngờ nó lại được Subasa dễ dàng khắc chế như vậy. Subasa hôm nay cũng đá rất hay và không có một động tác thừa nào cậu truyền bóng cho Ki và lại được thêm một bàn thắng kiến tạo tuyệt phẩm. Sau hai bàn thua trông thấy đội Hanawa bắt đầu cảm thấy chán nản. Không còn cách nào khác, hai anh em Tachibana buộc phải sử dụng đến kỹ năng đặc biệt của mình. Trận đấu được tiếp tục, hai anh em Tachibana liền lao lên, lúc này Ono dẫn bóng tiến lên, bóng được chuyển tới trước khung thành. Mắt sao quay lưng lại và trượt dài, thế rồi Kasuo liền nhảy lên. Cả hai chồng lên nhau và bật lên cao, ai cũng không tin vào mắt mình. Kasuo liền túng cú đánh đầu cực mạnh khiến Mojisaki không kịp trở tay. Kỹ thuật mà hai anh em Tachibana vừa thực hiện gọi là cơn lốc xoáy trên không. Cả đội Hanawa ăn mừng bàn thắng, họ nói trận đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Subasa cũng rất ấn tượng với kỹ thuật đó. Được biết cả hai anh em Tachibana đã luyện tập rất cực khổ. Dù đã rất mệt nhưng cả hai vẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được và cuối cùng họ đã thành công. Các đối thủ đều phải công nhận kỹ thuật của hai anh em quá hoàn hảo. Nó hiệu quả hơn rất nhiều so với kỹ thuật tam giác cũ của họ vì không còn phải thực hiện nhiều bước nữa. Subasa xốc lại tinh thần cho cả đội. Cậu đưa ra ý kiến cho cả đội đó là không cho anh em Tachibana có bóng thì họ sẽ không sử dụng được kỹ thuật đó. Cả đội quyết tâm gỡ được bàn thắng vừa rồi. Bên phía của Toho thì Wakashi Mazu vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong lúc không có Hijizo thì cậu chính là cột trụ của Toho. Cậu đã từ bỏ mục tiêu của mình để hạ gục Nakatsu, chính vì vậy cậu không được để thua cho tới khi vào chung kết sau cú ghi điểm trên không của hai anh tachi Tachibana thì cuộc diện trận đấu đã có sự thay đổi khi họ lại có cơ hội phản công. nhưng ngay khi họ định tạt bóng thì Nakasu kèm chặt. sau cùng Amo cũng thoát được rồi truyền bóng cho anh em Tachibana. hai anh em lại bắt đầu vào tư thế. Subasa nhìn vào cột dọc và có vẻ như cậu đã như đã tìm ra đáp án. cậu nhảy lên nhưng hai anh em Tachibana lại không nhảy lên nữa. Subasa phá được bóng và hiệp một cũng kết thúc. hai anh em vẫn đắc ý với Subasa vì không phải như vậy là có thể chặn được cả hai muốn chắc ăn thì mới dùng nó, vì khi dùng sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên chân. Về phía Nakatsu, Subasa nói với cả đội việc anh em Tachibana có thể nhảy cao hơn nữa. Vừa rồi là do đường truyền quá thấp nên họ mới không sử dụng nó. Còn phía Hanawa, họ quyết định vẫn sẽ sử dụng chiến thuật đó để giành chiến thắng. Daimazu cũng được chuẩn bị vào sân, Hanawa quyết tâm sẽ đánh bại Nakatsu ở hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu, Hanawa giữ bóng đến chân Daimazu, cậu ta liền tung một cú sút mạnh, bóng bay rất cao rồi lao thẳng đến khung thành của Nakatsu. Anh em Tachibana liền lao đến tấn công, cả hai lúc này đã sẵn sàng dứt điểm, Subasa cũng lui về phòng thủ. Thế rồi cơn lốc trên không của hai anh em được tung ra, ai cũng ổ lên vì nó. Subasa lại tiếp tục dùng khung thành nhảy lên, cậu đối đầu trực tiếp với Masao sao, thế rồi bóng bị phá, nhưng cả hai đã mất thăng bằng rồi rơi xuống. Subasa liền ôm lấy Masao sao nhằm tránh cậu ta chấn thương đầu. Sau pha đỡ đòn ấy Subasa đã bị chấn thương ở vai sao cũng nhận ra subasa đã che chắn cho cậu trọng tài nhận ra vai subasa đã bị trịch nên phải được đưa vào phòng y tế subasa lại không đồng ý cậu vẫn muốn tiếp tục trận đấu thấy vậy trong tài liền nói nếu cậu không tới phòng y tế thì anh cũng sẽ cho cậu rời sân để đảm bảo an toàn cho cậu subasa giao lại trận đấu cho đồng đội của mình trận đấu tiếp tục lần này hanawa sẽ thực hiện cú đá phạt góc tuy là được anh em subasa cứu nhưng không phải vì thế mà anh em tachibana sẽ nương tay ở phòng y tế Subasa đang được chữa trị nhưng tiếng kêu này có vẻ như cậu đang bị thương rất nặng. Quay trở lại trận đấu, mọi người rất bất ngờ khi Nakatsu đã có kế hoạch mới. Lần này Kisuji và Taki sẽ trèo lên khung thành. Tuy là không chặn được bóng như Subasa nhưng họ có thể có cơ hội chặn được bóng bằng cách này. Nhưng không ngờ anh em Tachi Bana lại chuyển bóng tầm thấp. Taki và Kisuji liền nhảy xuống chặn bóng nhưng nó đã nằm gọn vào lưới. Hanawa chính thức gỡ hỏa. Vậy là Hanawa có cơ hội đánh bại Nakatsu trở lại phòng y tế Subasa cũng được điều trị xong và cậu có thể tiếp tục trận đấu tuy nhiên bác sĩ dặn cậu phải thật cẩn trọng bởi nếu bị trật vai một lần nữa thì cậu sẽ không giờ được chơi bóng nữa lúc này tỷ số đang là hai đều Mana bu cho cậu biết cơn lốc trên không có thể thay đổi mọi góc Hanawa đang tấn công thì rất bất ngờ khi thấy Subasa đang đứng bên ngoài đường biên anh em Tachi Bana tiến lên bóng được Daima du chuyển ngược lại sau đó ai tô liền hất bóng lên cao anh em ta cho Bana liền tung ra cơn lốc trên không nhưng đột nhiên kỹ thuật của họ thất bại, có vẻ như chân của họ đã bị chuột rút. Lúc này Subasa quay trở lại sân và chỉnh đốn lại tinh thần cho đồng đội. Trong tình thế này anh em Tachibana quyết định lui về phòng ngự để chân được hồi phục. Mochisaki bắt đầu phát bóng, bóng được truyền cho Subasa. Thế rồi anh em Tachibana chia ra, các cầu thủ khác thì tập trung phòng ngự. Cậu vượt qua người đối thủ sau đó dứt điểm với cú sút bẻ lái. Các nhà báo và Soda cũng đang theo dõi cậu tung cú sút, họ đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Thế rồi cậu tung cú sút bóng bay qua hàng phòng ngự của Hanawa, bóng đổi hướng và lao về phía khung thành. Thế nhưng bóng lại trúng vào cột dọc và cú dứt điểm Subasa đã thất bại. Vì dồn hơi nhiều lực nên chân và vai của cậu lại tiếp tục đau. Hiệp 2 đã trôi qua được 25 phút, tỷ số vẫn đang hòa cho hai đội. Nakatsu phải có thêm một bàn thắng trước khi chân của hai anh em Tachibana phục hồi. Subasa quyết định sẽ thử cú sút bẻ lái thêm một lần nữa. Anh em Tachibana đã bỏ kèm mà bắt đầu cướp bóng rồi tiến về phía trước phía sau của Hanawa cũng tiến lên tấn công, Daimazu có được bóng và bắt đầu hất bóng lên cao, nhưng lần này là tầng thấp. Subasa cũng đạp chân vào cột dọc rồi lao về phía anh em Tachibana. Nhưng vì không đủ nhanh nên Subasa chạm chân tăng tốc và thành công chặn cú lốc xoáy tầm thấp. Tuy nhiên bóng lại bật ra rồi vào chân của một cầu thủ đội Hanawa, mắt sao liền xin bóng. Rồi cả hai quyết định tung chiêu cuối cùng, mắt sao tâng bóng lên, Kasuo liền chạy đến. Sau đó họ tung ra cú sút đôi, Mojisaki vào tư thế tập trung cao độ. Thế rồi bóng đập trúng vai Mojisaki nhưng nó vẫn hướng vào khung thành. Zio lập tức lao đến rồi dùng mặt của mình đẩy bóng ra, tuy nhiên mặt cậu đã va trúng cột dọc khung thành. Lúc này bóng chuyển đến chân Subasa, Zio liền bảo Subasa tấn công. Thế là cậu liền phát động tấn công, Subasa bắt đầu dẫn bóng, anh em Tachibana cũng lui về phòng thủ. Bóng được chuyển cho Izawa, lúc này hàng phòng ngự Hanawa đang rất lộn xộn. Izawa trả bóng lại cho Subasa, cậu quyết định đột phá thẳng vào trong cậu dùng kỹ thuật qua người và vượt qua tất cả nhưng một hậu vệ đã va vào vai khiến cậu mất thăng bằng subasa kỵ thời truyền bóng ra chỗ khác nhưng vì chống tay xuống đất nên vai của cậu lại đau nhưng subasa không bỏ cuộc cậu tiếp tục cướp bóng rồi đá thẳng về phía khung thành anh em tachi Na liền dùng cơn lốc xoáy tầng thấp để chặn lại nhưng họ đã không đủ sức để thực hiện kỹ thuật đó nữa cứ như vậy quả bóng bay vào lưới và nakatsu đã giành thêm một bàn thắng tỷ số đã được nâng lên thành ba hai subasa sau đó đến phòng y tế để được bác sĩ điều trị lại Bên này Hijizo cũng nói cho Matsuzama biết lý do tại sao cậu lại không thi đấu. Matsuzama muốn trả món nợ với Hijizo ở trên sân cỏ. Nhưng trước tiên Matsumada phải đánh bại Subasa đã. Đội của Toho cũng đã giành được 3 điểm và vào vòng chung kết. Hijizo về tới nhà thì thấy Misuji đang chơi bóng với em của mình. Cậu ấy đến đây là muốn hỏi tại sao Hijizo không tham gia thi đấu. Misuji cũng biết tin từ mẹ Hijizo cậu sẽ không tham gia giải đấu và rời Toho. Misuji muốn Hijizo không được thua bất kỳ đội nào vì cậu là đại diện cho Tokyo. Hijizo rất bực tức với mọi người quan tâm mình. Cậu hứa với em mình sẽ thi đấu và chiến thắng. Ngày thi đấu thứ năm cũng bắt đầu, 8 đội mạnh nhất sẽ bắt đầu đá tứ kết. Hijizo cũng đến tìm đội mình. Cậu nói với thầy Makoto sẽ ngồi dự bị kể từ đây. Ông ấy đồng ý vì cậu có trong danh sách của giải đấu. Trận tứ kết đầu tiên cũng kết thúc. Higashi thắng Kamuza với tỷ số 2-0, họ sẽ bước vào bán kết. Việc chọn ra hai bốn cầu thủ cho đội tuyển của thầy Mikami cũng ngày càng thú vị. Bên này bác sĩ muốn kiểm tra chân cho Subasa vì ông cũng biết cậu có chấn thương ở đó. Khi kiểm tra thì ông khá ngạc nhiên vì phát hiện nó được băng bó rất kỹ càng và không ai khác đó chính là Sani làm. Ông liền cho Subasa một cái gõ đầu vì cậu không biết sự quan tâm của Sony. Trận tứ kết tiếp theo Toho sẽ gặp Chubu, Zito cũng đến cùng Suna, cả hai nói sẽ dành chương trình đặc biệt khi đấu với Nakatsu. Subasa xuất hiện, Zito đã đi tới bắt tay làm quen cậu, sau đó còn đặt tay lên vai của Subasa. Mọi người rất bất ngờ khi thấy Hijizo xuất hiện ở sân, cậu vẫn đang rất khó chịu với thầy Makoto. Cậu liền tung một cú sút, quả bóng lập tức chui vào lưới. Subasa nhận ra cú sút của Hijizo đã rất khác so với năm ngoái, cả đội Fujano vừa tập luyện xong, huấn luyện viên của họ mời cả đội dùng đồ uống do vợ ông làm. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của quản lý Josiko, vì cô ấy sẽ tới Mỹ với bố mình. Vậy nên Matsuyama muốn giành chức vô địch và lấy nó làm quà tặng cô. Huấn luyện viên cho biết hôm nay cả đội sẽ gặp Minamiwa, đó là một đội công thủ đều hay với đội trưởng Isida và tiền đạo Takei. Matsuyama quyết tâm đánh bại họ để có thể gặp Nakatsu. Trận tứ kết thứ hai giữa Toho và Chubu cũng đi đến hồi kết, tỷ số hiện tại là 2 không nghiêng về Toho. Họ lúc này vẫn đang tấn công, câu liền dứt điểm, thế là vào. Matsuyama theo dõi vẫn chưa thấy Hijizo ra sân. Chubu vẫn không bỏ cuộc, họ tiếp tục tấn công. Wakashimazu đã sẵn sàng và cậu ta đã dễ dàng bắt gọn được bóng. Toho chính thức bước vào bán kết. Subasa nhận ra sau mỗi trận đấu Toho càng mạnh lên vì bù đắp lỗ hổng của Hijiro. Thế rồi cũng đến lượt của Fujano, Yoshiko đến tỏ tình với Matsuyama. Nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để nói ra, thế rồi cô đành chúc cả đội chiến thắng. Bên đội Fujano cũng đồng lòng quyết tâm chiến thắng. Trận đấu được bắt đầu, Fujano dẫn bóng. Họ phối hợp trước sự lao đến của Ishida. Minamiwa liền cắt được đường truyền và chuyển cho Ishida. Cậu ta dẫn bóng đột phá và vượt qua được hai đối thủ. Zama soạc bóng nhưng đã không kịp bởi Ishida đã truyền cho đồng đội. Take liền lao đến, cậu bật lên và đánh đầu trước sự truy cản của thủ môn. Thế là vào, tỷ số trận đấu được mở. Fujano lần đầu tiên trong giải bị thủng lưới trước. Trận đấu tiếp tục, Hijizo cũng đến xem trận đấu, Minamiwa lại cắt được bóng. Zama sốc lại tinh thần cho đội thế là họ cướp bóng thành công và truyền đến chân Zama. Cậu bất ngờ đột phá, Ishida lao đến cướp bóng nhưng Zama đã chuyển được bóng trước sự truy cản của Isia. Oda nhận bóng liền lập tức tung cú sút dứt điểm, nhưng bóng đã đi ra ngoài. Tiếp tục Ishida dẫn bóng rồi truyền một đường dài. Takei tiếp tục lao đến cậu đánh đầu trước sự ngăn cản của ba hậu vệ. Thế rồi thủ môn đã xử lý gọn được bóng. Fujano tiếp tục dứt điểm nhưng lại không vào. Hiệp một cũng kết thúc Minamiwa đang dẫn trước một bàn. Subasa cũng bảo cả đội đi làm nóng người, nếu Matsuzama thua Josiko sẽ rời đi ngay lập tức vì cô đã hứa với mẹ mình. Về phòng thay đồ của Minamiwa, cả đội vẫn sẽ sử dụng kế hoạch cũ để chiến thắng hiệp 2. Về đội Fujano, Matsuyama bảo đồng đội mình cứ bình tĩnh mà đá. Nhiệt độ trên sân hiện đã lên đến 36 độ, hiệp đấu này sẽ xem sức chịu đựng của ai giỏi hơn. Hiệp 2 bắt đầu, Minamiwa tấn công, Fujano liền ra sức phòng thủ. Cả hai đội chống chọi với cái nóng gay gắt, mọi người cũng bắt đầu thấm mệt. Matsuyama đoạt được bóng rồi truyền cho Kaneda. Rồi cậu ta tiếp tục truyền, Matsuyama chạy lên nhận bóng. Sau đó cậu tạt bóng ngang, Oda lao đến đường truyền đánh đầu dứt điểm nhưng nó lại trúng đúng ngay vị trí thủ môn. Oda tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cho mình. Minami qua liền phản công, bóng được truyền đến cho Isida. Take lúc này đang bị kèm chặt, Isida quyết định dứt điểm với một cú sút xa, nhưng thủ môn Kato của Fujano đã chặn được nó. masuzama liền phát động tấn công, bóng liền được truyền đến cậu. Trận đấu lúc này chỉ còn 10 phút, cả đội Fujano quyết tâm gỡ hòa, tất cả cùng nhau theo Matsuyama xông lên. Nakatsu cũng phải công nhận tinh thần mạnh mẽ của Fujano. Minamiwa cũng quyết tâm phòng thủ, masuzama nhớ lại thời điểm khó khăn của đội. Khi đó cả đội buộc phải tập luyện trên tuyết. Thế là cậu quyết định tung cú sút bóng bay rất mạnh và sát đất. Thế là vào. Fujano chính thức gỡ hòa, cả đội Fujano rất vui sướng vì điều đó. Subasa cũng thấy được cú sút đó rất mạnh mẽ. Chú Katajiji và thầy Mikami cũng nhận ra được điều đó. Tiếp đến, Matsuyama cắt được bóng, cậu ta liền truyền cho đồng đội. Kaneda tiếp tục đi bóng, masuzama đang là người gắn kết cả đội. Ishida lao đến, cả hai bắt đầu đối đầu trực tiếp. Thế rồi Matsuyama dùng kỹ thuật và đã qua được Ishida, sau đó cậu tiến đến khung thành. Nhưng cậu không dứt điểm mà truyền cho Oda. Oda không muốn mình thất bại trước đồng đội một lần nữa, cậu liền quyết tâm dứt điểm, thế là bóng đã nằm gọn trong lưới. Fujano chính thức vươn lên dẫn đầu và trận đầu cũng kết thúc với tỷ số chung cuộc là 2-1. Fujano sẽ bước vào bán kết, masuzama rất mong gặp được Subasa. Subasa công nhận Zama rất sáng suốt khi cho đồng đội ấn định chiến thắng. Zama cũng đến bảo với Josiko là cả đội đã chiến thắng. Tiếp đến Nakatsu sẽ đối đầu với Hizado của Zito. Zito rất tự tin sẽ giành được chiến thắng. Trận đấu bắt đầu, Hizado chỉ truyền bóng ở phần sân nhà của mình. Nakatsu nhìn mà không biết họ đang làm gì. Taki liền đoạt được bóng, Zito liền đứng đợi cậu. Sau đó cậu ta cướp bóng một cách rất đơn giản rồi bắt đầu tấn công. Cậu ta liền tung một cú sút từ giữa sân, mojisaki đã chuẩn bị tư thế để đón bóng bất ngờ sano xuất hiện cậu ta đánh đầu nối quả bóng thế là vào tỷ số được mở cho hijado trận đấu chưa bước qua được phút thứ hai nakatsu đã bị dẫn trước kế hoạch của hijado đã chính thức thành công subasa chấn an đồng đội trận đấu giờ mới bắt đầu trận đấu tiếp tục nakatsu tấn công jito tiếp tục ngăn cản kisuji liền bị cướp bóng nhưng subasa kịp đoạt lại lập tức noda liền chạy đến chặn bóng subasa vượt qua noda thế nhưng Zito đến dùng sức mạnh hất su sang một bên. Sau đó Zito dẫn bóng tấn công, Kisuji soạc bóng cũng không thể ngăn cản được Zito. Ba người của Nakatsu liền lao đến chặn Zito. Cậu ta liền tung cú sút rất mạnh bay đến cho Sano. Khi Sano đã sẵn sàng thì Zio liền lao ra, cậu lấy mặt mình chặn đứng quả bóng. Bóng rơi xuống Sano lập tức dẫn bóng rồi dùng kỹ thuật của mình vượt qua tất cả ba người. Lúc này Zito tiếp tục lao đến và Sano truyền lại cho cậu ta. Zito tiếp tục dứt điểm, Quả bóng mạnh đến nỗi Mojisaki dùng cả thân mình để bắt bóng, nhưng không ngờ cậu lại bay cùng bóng vào lưới. Thế là Hijado đã giành được bàn thắng thứ hai. Dù đây là lần đầu họ dự giải nhưng đã dẫn Nakatsu đến hai bàn chỉ trong 10 phút. Chú Katajiji cũng biết điều này, từ đầu họ đã thắng Sai Kai với tỷ số 6-0. Sau đó Hijado đã nén sức mạnh mình lại cho đến khi gặp Nakatsu. Jito nói với Subasa hãy cố gắng nếu không trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Trận đấu tiếp tục, Hijado bắt đầu tạo đội hình phòng thủ tất cả chia ra kèm chặt đội hình Nakashi. Taki và Kisuji đang có vấn đề sau khi va chạm với Zito, vai của Subasa cũng tái phát chấn thương. Hizazo liền lao đến cướp bóng từ chân của cậu. Subasa liền né được và chuyển Izawa và cậu ấy bật lại cho Subasa. Bóng được Subasa tạt vào trong, nhưng Izawa chỉ là mùi nhử, Nagano mới là người dứt điểm. Zito liền kịp thời cản nó, rồi Takeno đón bóng bật ra xa sau đó chuyển cho Sano. Zio lại bị vượt qua một cách dễ dàng. Takashi liền cản được Sano và đối mặt với Zito. cuộc chiến của sức mạnh bắt đầu người chiến thắng là Zito nhưng Subasa kịp thời cướp lại bóng Subasa liền tấn công Taki và Kisuji cũng trở lại hỗ trợ cho cậu Subasa liền truyền ngược lại cho Taki và bóng chuyển cho Kisuji nhưng chân của cậu bị đau nên không đỡ được bóng Izawa liền tiến đến để cướp bóng lại và cậu thành công nhưng lại mất bóng ngay lập tức Subasa liền lao đến lấy bóng rồi dứt điểm Jito chạy đến ngăn cản không cho điều đó xảy ra nhưng Subasa đã kịp sút tuy nhiên cậu vẫn bị Zito hất văng đi và bóng lại đập vào cột dọc. Suba sa ngã xuống, có lẽ vai cậu đã đau hơn. Hizado tiếp tục phản công, lúc này Suba vẫn chưa thể đứng dậy. Taki và Kisuji liền lập tức quay về phòng thủ. Cùng lúc đó Sano cũng bị kèm chặt và bóng được giữ lại. Thời gian hiệp một còn lại 5 phút, Zito liền đưa ra đòn quyết định, cậu được chuyển bóng và tiến lên. Cậu ta dứt điểm, Mojisaki lao ra bắt bóng, bất ngờ bóng xoáy và quay ngược lại, Sano liền chạy đến dứt điểm bàn thắng thứ ba được ghi ngay lập tức ngay hiệp một nakatsu đã bị dẫn trước tận ba bàn cả đội nakatsu bắt đầu xuống tinh thần subasa bắt đầu ngã xuống trong suy nghĩ cậu thấy được ba người là chú roberto genzo và misaki đều mong cậu hãy cố gắng dù cho đang bị dẫn trước ba bàn vì nakatsu rất đoàn kết chú roberto cũng nói với cậu hãy dùng cú sút bẻ lái cậu cũng dần tỉnh lại hiệp một cũng kết thúc về phòng hijado muốn ghi thêm bàn thắng ở hiệp hai nhưng Zito đã chán và cậu sẽ không ghi bàn nữa được biết Zito rất nhàm chán với bóng đá cậu thường xuyên đi đánh nhau nhưng điều đó cũng không làm cậu vui mấy khi đó sona đã đưa cho cậu tin tức về subasa sau khi biết cậu đã hai lần vô địch nên cậu đã quyết định tập luyện lại và tham gia giải đấu vì đánh bại kẻ mạnh là sở thích của cậu về phòng y tế subasa cũng được băng bó xong cậu nói với bác sĩ sẽ phối hợp với mọi người và sử dụng cú sút bẻ lái cho trận này taki và kisuji cũng đã đỡ hơn subasa trở lại cả đội quyết phải gỡ hòa và chiến thắng bằng được Hiệp 2 cũng bắt đầu Subasa liền tấn công. Cậu nhớ lời của chú Roberto, cứ thấy gôn là sút. Thế là cậu dứt điểm ngay cú sút bẻ lái được tung ra. Thủ môn Hatazama và Zito vẫn rừng dưng như không. Nhưng họ không ngờ lúc này bóng bắt đầu chuyển hướng, thế là vào. Zito ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cuối cùng Subasa đã thành công với cú sút bẻ lái. Ai cũng vui mừng với bàn thắng của Subasa. Hi cũng bất ngờ với cú sút của Subasa. Chú Katajiji nghĩ nó giống như chú chim đại bàng tung cánh lao xuống tóm gọn con mồi. Soda và anh em Tachibana rất mừng khi Subasa thành công với nó. Nakatsu tiếp tục tấn công, Sona liền chặn được đường truyền nhưng cậu ta cũng bị mất bóng do thiếu tập trung. Bóng được Izawa truyền đến chân Subasa. Cậu tiếp tục tung cú sút bẻ lái của mình, thế là lại vào. Đội Nakatsu đã giành được bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên chân cậu lúc này cũng đã quá tải. Hiệp 2 vừa trải qua được 3 phút, tỷ số rút ngắn xuống còn một bàn chân và vai cậu dù có nát cậu vẫn phải ghi cho được hai bàn nữa. Tajima của tạp chí Toto Sport rất muốn thấy được cú sút mãnh hổ của Hijizo khi đối đầu với cú sút bẻ lái của Subasa. Zito và Sona cũng bắt đầu tiến lên, trận đấu tiếp tục. Nakatsu cướp bóng nhưng Zito đứng yên cũng không bị gì cả. Sona thì chạy rất nhanh về phía khung thành, cậu ta rất khéo léo vượt qua tất cả. Zito tiếp tục tung cú sút mãnh lực của mình. Ngay lập tức Izawa dùng thân mình chặn bóng, thế rồi Zito vẫn tiếp tục sút. Subasa liền nhắc Mojisaki đó là cú sút xoáy ngược. Quả nhiên bóng xoáy ngược lại nhưng lần này Mojisaki đã bắt được bóng. Mojisaki liền phát bóng phản công. Khi cậu chuẩn bị dứt điểm Zito liền lao đến chặn bóng, thế là bóng đã đi hết đường biên. Thì ra Zito đã dùng mặt của mình đến chặn bóng và cậu đã bị thương. Trận đấu được tạm dừng để trị thương, Zito rất hứng khởi và khen cú sút của Subasa rất mạnh. Zito đã mong chờ điều này rất lâu vì gặp đối thủ càng mạnh cậu càng thích thú. Sona nói trận đấu giờ mới bắt đầu trận đấu tiếp tục với pha ném biên của Nakatsu, thì ra bóng được ném cho Subasa, bốn cầu thủ chỉ là mùi nhử. Sau đó Subasa dứt điểm, Sona liền chạy đến cản nhưng đã bị bóng thổi bay cùng. Bóng bật ra vẫn còn trong cuộc, Subasa tiếp chạy đến. Khi cậu chuẩn bị tung cú sút bẻ lái lần thứ sáu, Zito đã lao đến chặn nó. Cậu ta dùng cả thân mình chặn nhưng cậu cũng bị thổi bay theo bóng. Bóng tiếp tục bật ra Subasa lại tiếp tục sút, Zito lại lấy thân mình chặn bóng. Bóng cuối cùng cũng dừng lại nhưng đã qua vạch vôi, và bàn thắng thứ ba cũng đã được ghi. Zito đã thất bại hoàn toàn trong việc chặn cú sút của Subasa. Vì quá sức nên Subasa đã ngã xuống nhưng cậu vẫn quyết tâm ghi một bàn nữa. Đồng đội rất lo lắng cho cậu, họ muốn Subasa bình tĩnh lại và hãy hít thở thật sâu. Sona bảo với Nakatsu hãy chuẩn bị chiến đấu tiếp đi. Zito nhận ra đỡ hai cú sút bẻ lái vừa rồi cũng khá đau. Trận đấu được tiếp tục, Sona dẫn bóng tiến lên vượt qua Taki và Kisuji. Subasa lúc này cũng đã kiệt sức sau một loạt cú sút của mình. Izawa liền lao đến chặn Sona, Rio liền cướp bóng lập tức. Cả đội Hizado cũng xông lên, thế rồi họ lấy được bóng từ chân của Rio. Zito đã giúp cả đội Hizado mạnh lên khi cậu quyết định quay lại tập luyện. Vì phải có 11 người mới trở thành một đội bóng. Hiệp 2 cũng sắp kết thúc, một bàn thắng nữa sẽ ấn định kết quả chiến thắng. Zito sút bóng đến chỗ Sona. Sona liền bay người móc bóng. Subasa cũng kịp đến chặn nó và Mojisaki đã bắt gọn được bóng. Ngay sau đó Subasa liền chạy lên phản công. Mojisaki liền ném bóng cho cậu. Thời gian còn lại 4 phút, Subasa cố gắng ghi một bàn nữa. Các thành viên Hijado cũng theo sau cậu. Jito cũng tiến đến, cậu ta biết Subasa mặc chấn thương để thực hiện nó. Sona lao đến cản bóng nhưng cậu ta đã bị văng ra. Ngay sau đó cú sút bẻ lái được tung ra nhưng vai và chân cậu không chịu nổi, thế là cậu ngã xuống. Cậu nhớ lại lời của Genzo và Misaki hãy tin vào đồng đội mình. Cậu liền đập bóng cho Kisuji, cậu ấy cùng Taki tiến lên, họ phối hợp làm tường một cách kỹ thuật. Zito cũng đến chặn cả hai, nhưng Taki đã cầm bóng chui qua người của Zito. Kisuji liền lao đến dứt điểm, thế là vào. Nakatsu chính thức thành công, chỉ còn một phút họ đã đảo ngược tình thế. Subasa rất vui vì cậu đã đoán đúng về việc tin tưởng đồng đội mình. Cả đội ăn mừng một cách cuồng nhiệt, Sani và Kumi cũng rất vui. Thời gian đang trôi dần, thế rồi trận đấu cũng khép lại, tổng tỷ số là 4-3, chiến thắng dành cho Nakatsu. Họ sẽ có được tấm vé vào bán kết. Sona thì rất tức giận, còn Zito cũng rất vui vì cậu đã thua một cách đầy thuyết phục. Zito bảo Sona đứng lên và đừng khóc vì sang năm sẽ đến lượt cậu tỏa sáng. Giải đấu toàn quốc cuối cùng cũng xác định được bốn đội bước tiếp. Nakatsu của Subasa, Fujado của Matsuzama, chủ nhà Higashi và học viện Toho của Hijizo. Tin tức về cú sút bẻ lái của Subasa đã được lan rộng đến khắp quê nhà của cậu. Và hai trận bán kết cũng chuẩn bị bắt đầu. Mọi người đoàn chung kết Nakatsu và Toho sẽ gặp nhau. Uzabe nói ra đó rất khó khi Subasa phải đối đầu với cả tập thể Fuzano Ngược lại Toho cũng rất khó đi tiếp vì đối thủ Higashi có đến 8 trụ cột từng đá cho Maiwa, đó là đồng đội cũ với Hijizo. Vì nếu không có Hijizo thì đấu Toho sẽ khó mà thắng được. Trận bán kết đầu tiên cũng sắp được bắt đầu, Higashi sẽ đối đầu với Toho. Hiệp một Higashi được giao bóng trước, và trận đấu bắt đầu, Higashi tấn công trước. Sawaki vừa nhận bóng liền bị Takeshi cướp được. Hai người bên Higashi liền lao đến, Takeshi lập tức chuyển bóng cho đồng đội. Nhưng Kazuki đã bị bắt bài. Higashi liền phản công, bóng lại được chuyển cho Sawaki, cậu chuẩn bị dứt điểm. Một cú sút rất mạnh được tung ra, Wakashi liền chặn nó. Từ đầu giải Wakashi vẫn chưa bị thủng lưới. Trận đấu tiếp tục Toho phản công, Kazuki giữ bóng và chuyển cho Takeshi. Nhưng nó lại bị cắt. Tiếp đến Higashi phản công, đã 20 phút trôi qua nhưng chưa đội nào ghi điểm. Kazuki và Takeshi thì liên tục bị bắt bài. Higashi cũng dần kiểm soát được trận đấu làm Wakashi Mazu phải liên tục cứu thua. Takeshi tiếp tục tấn công nhưng cậu lại bị bắt bài đường truyền. Cậu ước nếu có Hijizo thì đã khác. Tiếng còi cũng cất lên, hiệp một kết thúc, tỷ số là không đều, cả hai trở lại phòng thay đồ. Quả nhiên không có Hijizo thì Toho đang bị dồn ép. Huấn luyện viên Higashi muốn cả đội ghi một bàn thắng nên hãy nắm bắt cơ hội. Về phía Toho mọi người rất tức giận vì đã bị bắt bài. Thầy Makoto muốn Takeshi thay đổi chiến thuật và vị trí, ông muốn Kazuki tích cực hơn. Và ông vẫn quyết định không có sự thay đổi nhân sự. Chú Katajiji và thầy Mikami vẫn muốn xem Hijizo thi đấu. Hijizo nghĩ nếu có mình trận đấu này đã có tỷ số là 3-0 rồi. Hiệp 2 cũng được bắt đầu, Takeshi không biết mình nên làm gì vì tất cả đều là đồng đội ở tiểu học Maiwa. Cậu nghĩ nếu là Subasa không biết Subasa sẽ làm gì, thế là cậu bị mất bóng. Higashi tiếp tục tấn công, đồng đội liền kịp cứu nguy cho Takeshi. Thế rồi Higashi được hưởng một quả phạt góc. Higashi tổng lực tấn công, Toho cũng tổng lực phòng thủ. Hoji có cơ hội liền sút, may mắn Wakashi Mazu đã chặn được. Cả hai đội lao đến chỗ quả bóng, đội hình trượt đặc biệt của Higashi được tung ra. Wakashi Mazu chạm được bóng nhưng bóng đã vào lưới. Higashi chính thức mở tỷ số, thế cân bằng chính thức bị phá vỡ. Hijizo liền chạy ra sân nhưng bị thầy Makoto cản lại. Thầy vẫn không cho Hijizo vào sân vì đó là lệnh. Hijizo rất tức giận cậu liền cự lại thầy Makoto vì lý do gì mà không cho mình ra sân sau đó cậu động viên cho đồng đội mình bằng mọi giá cậu sẽ chơi ở trận chung kết thế là wakashi mazu cũng sốc lại tinh thần cho toàn đội theo lời động viên của Hijizo, takeshi cũng bắt đầu tập trung takeshi tiếp tục bị bắt bài nhưng cậu đã quay lại và cướp bóng lại ngay cậu dẫn bóng tấn công rồi dùng kỹ thuật vượt qua đối thủ takeshi không dứt điểm mà liền truyền bóng cho đồng đội bóng đến chân kazuki cậu ta dứt điểm thế là vào tỷ số được gỡ hòa cho toho ở phút thứ 10 năm hiệp 2 cả đội chạy đến ăn mừng cùng Hijizo Với tinh thần đang đi lên Toho tiếp tục tấn công. Trận đấu chỉ còn lại vài phút nhưng cả hai đội vẫn chưa thể ghi bàn. Hijizo thì luôn ủng hộ tinh thần đồng đội bên ngoài. Higashi liền lên kế hoạch sẽ để cho Toho tấn công và phản công. Bất ngờ bóng được Sawada truyền cho Kazuki nhưng Higashi đã chặn được bóng. Một đường chuyển dài lập tức, mải mê tấn công nên phòng ngự Toho khá mỏng. Sawaki hiên ngang dẫn bóng, Wakashi Mazu liền lao ra soạc bóng. Cậu bỏ khung thành tấn công, rồi dùng kỹ thuật vượt qua đối thủ. Bóng đến chân Takeshi, sau đó là Kazuki. Cậu ta liền truyền ngược lại, Wakasimazu đang lao tới mạnh mẽ, cậu ta liền dứt điểm, thế là vào, bàn thắng quyết định trận đấu. Higashi quên mất Wakasimazu từng là tiền đạo và thầy Kira đã đổi vị trí cho Wakasimazu. Trận bán kết một cũng kết thúc, Toho sẽ là đội đầu tiên bước vào chung kết. Cả đội ai cũng vui mừng chạy đến ăn mừng cùng Hijizo. Higashi cũng nhận ra do có Hijizo tiếp lửa nên Toho mới lật ngược trận đấu thầy Mikami cũng quyết định chọn Hijizo làm tiền đạo cho đội tuyển để có thể chinh chiến ở trời U. Đồng đội cũ của Sawada bảo cậu hãy cố gắng vô địch vì họ từng là thành viên của Maiza. Wakashi Mazu thấy họ cũng đặt niềm tin vào cậu và thế là cũng đến lượt Subasa ra trận. Đối thủ của cậu sẽ là Matsuzama. Đây là trận đấu đáng được mong chờ.